Chương 754, Thiên Hồ lão tổ. Trên cửa đá, bốn đạo lôi điện cấm chế bất ngờ tỏa sáng hào quang, phát ra một tiếng ầm ầm, đột nhiên tuôn ra một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa. Thoáng một cái, từ trong bốn đạo lôi điện cấm chế bắn ra bốn đạo lôi điện xanh, tím, bạc và vàng to bằng cái vạc nước, đánh về phía Thạch Xuyên Không. Mỗi đạo lôi điện đều phát ra cỗ pháp tắc lôi điện đáng sợ, từ đó nổi lên vô số phù văn lôi điện thật nhỏ. Hiển nhiên Thạch Xuyên Không không lường trước chuyện này, vẻ mặt liền biến sắc thân hình lập tức bắn ngược ra phía sau cửa đá, thế nhưng tốc độ của y so với bốn đạo lôi điện vẫn còn hơi chậm, mắt thấy đã sắp đuổi tới. Ngay đúng lúc đó, trước người y lóe lên ánh sáng màu xanh, chợt một cái hồ lô màu xanh biết từ hư không hiện ra, đúng là huyền thiên hồ lô. Từ trong huyền thiên hồ lô phun ra một mảnh hào quang màu xanh, lập tức quấn lấy bốn đạo lôi điện. Tốc độ bốn đạo lôi điện bất ngờ giảm nhiều, rồi không ngừng giấy rụa vặn vẹo bên trong hào quang, thế nhưng Thủy Trung vẫn không vùng vẫy thoát ra được, còn phù văn bên ngoài lôi điện cũng bị áp chế chui vào trong lôi điện. Thân ảnh Hàn Lập nhoáng một cái, xuất hiện bên cạnh Huyền Thiên Hồ Lô, rồi nhấc một tay vỗ lên Hồ Lô, trong miệng khẽ kêu một chữ thu. Chỉ thấy hào quang màu xanh lập tức xoay tròn nhanh chóng, còn bốn đạo lôi điện thì không ngừng thu nhỏ lại, rồi bị hào quang màu xanh chung quanh bao phủ thu vào trong Hồ Lô. Lúc này, trong không gian thứ hai trong Hồ Lô, chợt trôi nổi bốn đạo hào quang lôi điện tại đó, mỗi một tia đều lớn chừng ngón cái, phát ra từng đợt lực lượng pháp tắc lôi điện cường đại gần như không thua kém kiện tiên khí nhập phẩm nào. Hàn Lập mừng thầm trong lòng, trước đó đã sử dụng huyền thiên hồ lô mấy lần, đã dùng kha khá lực lượng pháp tác bên trong đó, ngược lại bốn đạo pháp tác lôi điện này vừa vào đúng lúc để dự phòng. Lệ đạo hiểu, đa tạ, Thạch Xuyên không thở phào nhẹ nhóm, rồi gật đầu nói lời cảm ơn Hàn Lập. Thạch đạo hiểu không cần khách khí, việc cấp bách bây giờ là hãy mau chóng vào trong đó đã. Hàn Lập lật tay thu hồi huyền thiên hồ lô, nói ra. Không sai, Hồ Huynh, đề hồn đạo hiếu, các người mau tới đây. Thạch xuyên không lập tức gật đầu, quay đầu nói to. Lúc này đề hồn mới đứng lên, rồi bay tới. Trên khuôn mặt nàng vốn nhợt nhạt đã hồng hào trở lại, nhìn cũng đã khá hơn nhiều rồi. Mười ngón tay thạch xuyên không gãy đàn tỳ bà, từ đó bắn ra từng đạo ánh sáng màu bạc, rơi xuống xung quanh người bọn hắn, rất nhanh hình thành một cái pháp trận màu bạc. Chợt pháp trận màu bạc tỏa sáng, thoáng một cái thân ảnh của đám người bọn hắn liền biến mất trong hư không hàn lập bị ánh sáng màu trắng che phủ trước mắt không nhìn thấy gì cả thế nhưng ánh sáng màu trắng cũng không kéo dài quá lâu rất nhanh cũng đã biến mất không thấy nữa tầm nhìn liền trở lại bình thường hàn lập nhìn xung quanh lúc này thân hình bọn hắn bất ngờ ở trong một gian đại sảnh đại sảnh này có hình vuông mặt đất cùng vách tường đều lát từ một loại tinh thạch màu trắng nhìn có chút sáng sủa diện tích đại sảnh cực lớn rộng hơn vạn trượng cao chừng mấy ngàn trượng có thế nói là cực kỳ rộng lớn trên mặt đất bên trong đại sảnh chia ra bốn cái ao nước hình vuông rộng khoảng trăm trượng màu sắc trong bốn cái ao này khác nhau, theo thứ tự bốn màu là xanh, tím, bạc và vàng. Bốn cái ao nước này không hề tầm thường chút nào, thình lình bên trong không ngừng tỏa ra từng đạo lôi điện to lớn. Bốn ao nước có bốn màu lôi điện khác nhau là xanh, tím, bạc, vàng, lôi điện giống như đang gầm thét từ trong ao nước chuyển ra, phát ra từng tiếng sấm sét vang rội, thoạt nhìn cực kỳ cuồng bạo. Còn trên mặt đất thì điêu khắc từng trận văn cực kỳ phức tạp, trải đầy khắp toàn bộ đại sảnh, hình thành một đại trận phức tạp vô cùng. Lực lượng lôi điện trong bốn cái lôi trì khuấy động vô cùng, thỉnh thoảng còn có lôi điện từ trong ao tràn ra, thế nhưng lúc tràn ra thì trận văn chung quanh lôi trì đều phát ra từng cỗ xương mù màu trắng, ngăn những lực lượng lôi điện này trở lại. Thế nhưng, chuyện này không phải là thứ kinh người nhất, cái làm cho đám người Hàn Lập kinh ngạc nhất đó là trên mặt đất ngay giữa bốn cái lôi trì, đang dựng thẳng một cái giá gỗ hình chữ thập thật lớn. Trên giá gỗ đang có một đầu cửa thú đang ngồi trên đó, cả bộ lông trên người con thú này trắng như tuyết không ngờ là một con tuyết hồ thật lớn sau lưng con hồ ly có chín cái đuôi thật dài đang mất sức nằm tại đó lúc này trên người con tuyết hồ to lớn đang bị bốn sợi xiềng xích to lớn trói lại hơn nữa bốn sợi xích còn trói quanh người nó mấy vòng một mực giam cầm nó trên giá gỗ chữ thập màu sắc bốn sợi xiềng xích này khác nhau cũng là xanh tím bạc và vàng thỉnh thoảng trên sợi xiềng xích còn phát ra từng đạo hồ quang điện dĩ nhiên là do lực lượng lôi điện ngưng tụ thành một đầu xiềng xích thì bất ngờ chui vào trong đan điền dưới bụng tuyết hồ còn một đầu khác thì liên kết với dưới đáy của bốn cái lôi trì làm kéo căng sợi xích ra mặc dù tuyết hồ to lớn kia bị giam cầm trên giá gỗ chữ thập không thể động đậy chút nào thế nhưng vẫn tỏa ra uy thế vô biên giống như một đầu cửa thú hồng hoang hiện ra trước mắt mọi người vậy bốn người bọn hắn thấy tình cảnh trước mắt sắc mặt đều thay đổi nhưng ngay lúc đó tuyết hồ to lớn kia đang nhắm mắt từ từ mở ra lộ ra một đôi mắt màu xám nhà to lớn nhìn về phía đám người hàn lập. Người của chân tiên giới, sao các người lại vào được nơi này? Ánh mắt nó lộ ra tia kinh ngạc, từ từ mở miệng hỏi. Xin hỏi các hạ là người phương nào? Hàn lập nhìn về phía tuyết hồ to lớn kia, trầm giọng hỏi. Người là, liễu kỳ lão tổ, cuối cùng ta cũng tìm được người rồi. Con là đệ tử đời thứ 9 của thiên hồ tộc, liễu tam bái kiến lão tổ. Bất ngờ một âm thanh kích động từ bên cạnh vang lên, đúng là hồ tam. Thân hình y thoáng mơ hồ một cái, kéo theo đạo tàn ảnh phi thân hạ xuống trước người con tuyết hồ to lớn kia, sau đó quỳ dạp xuống đất, vẻ mặt kích động vô cùng. Hàn lập cùng thạch xuyên không thấy vậy, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra, trong hôi giới lại có thể gặp được đệ tử của thiên hồ tộc, hiện giờ tình hình trong tộc như thế nào rồi. Tuyết hồ to lớn nhìn hồ tam, ánh mắt hơi chớp nháy, từ từ hỏi. Khởi bẩm đạo tổ, hiện giờ mọi chuyện trong tộc vẫn yên bình, chỉ là năm đó đột nhiên lão tổ người mất tích, thực lực bản tộc đại giảm, phạm vi thế lực đã thu hẹp đi rất nhiều giọng nói hồ tam cung kính vô cùng a à, hiện tại Liễu thanh như thế nào rồi sắc mặt tuyết hồ thật lớn chợt thả lỏng rồi đôi mắt lại lập tức lóe lên hỏi tộc trưởng đã chém dụng nhị thi đã đạt đến đại la cảnh hậu kỳ rồi hồ tam nhìn về đám người hàn lập một chút hơi chần chờ nhưng vẫn nói ra xem ra có chút tiến bộ a à, đuôi lông mày tuyết hồ to lớn hơi nhíu gật đầu nhẹ hàn lập nghe hai người nói chuyện trên mặt không đổi sắc nhưng trong lòng thì nổi lên từng đợt sóng lớn lúc này hắn đã có thể xác định hồ tam cùng con tuyết hồ trước mắt này hơn phân nửa là xuất thân từ bộ tộc thiên hồ ở man hoang giới vực giữa bắc hàn tiên vực cùng hắc sơn tiên vực mà liễu thanh tộc trưởng trong miệng hai người nói chỉ sợ là tu si áo trắng hồ tộc đại la cảnh mà hắn đã nhìn thấy hiện giờ liễu nhạc nhi đang tu luyện bên trong thiên hồ tộc hắn thì gặp hồ tam ngay trong hắc sơn tiên vực vậy mà lúc này ở trong hôi giới lại gặp được con tuyết hồ to lớn này quả thật là duyên phận của mình cùng với bộ tộc thiên hồ đúng là không cạn à. Uy thế của liễu kỳ lão tổ trước mắt phát ra như thế, nếu như hắn đoán không sai, thì hẳn đó là một lão đạo tổ. Nhưng người này là đạo tổ trí tôn một phương, sao lại lưu lạc đến hồi giới, mà lại bị cầm tù ở nơi này nữa. Nhìn tuổi tác của ngươi không lớn, vậy mà tu vi lại đạt đến thái ất cảnh, xem ra tư chất rất tốt. Vừa mới nghe ngươi nói, tựa hồ luôn tìm kiếm ta sao, vậy sao ngươi lại biết ta ở hôi giới? Liễu Kỳ lão tổ nhìn Hồ Tam hỏi, năm đó người đột nhiên mất tích, những năm này Liễu Thanh tộc trưởng luôn luôn phái người đi khắp nơi tìm tung tích lão tổ, còn cũng nằm trong số đó, về sau dưới cơ duyên xảo hợp mới gia nhập Luân Hồi Điện, từ trong đó nghe được khả năng người đang ở trong hôi giới, từ đó liền nghĩ ra trăm phương ngàn kế mới đến được đây, nghĩ không ra lại ở đây gặp được người, đúng là trời cao phù hộ mà. Mặt mũi Hồ Tam kích động vô cùng nói ra, Liễu Kỳ lão tổ nghe xong lại nhíu mày, trong con mắt màu xám hiện ra vẻ lạ thường không nói gì. Hàn Lập nhìn thấy vẻ mặt biến hóa của Liễu Kỳ Lão Tổ, trong lòng lập tức khẽ động. Lão Tổ, năm đó người gặp phải chuyện gì vậy? Tại sao lại bị cầm tù ở đây? Hồ Tam lập tức hỏi. Chuyện này hãy nói sau, bốn tòa tẩy sát lôi trì này chính là cấm địa của cửu u tộc, làm thế nào các ngươi lại đến được đây? Tựa hồ Liễu Kỳ Lão Tổ không muốn nói chuyện vì sao Lão ở đây, mà hỏi ngược lại. Hàn Lập nghe bốn chữ tẩy sát trì, trong lòng hơi động, trải qua hàng loạt biến cố trước đó, hắn đã có ý định muốn từ bỏ mục tiêu này, nghĩ không ra trời xui đất khiến lại đến được nơi này. Thạch Xuyên không nghe vậy, trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng. Khởi bẩm lão tổ, chuyện là như vậy, bọn con. Hồ Tam nhìn bọn người hàn lập một cái, hơi dừng lại, nhưng liền lập tức nói chuyện bọn hắn vì tìm kiếm tẩy sát chỉ mới tiến vào Tu La Thành, rồi sau đó lại thất thủ bị bắt đi, cuối cùng lại nhờ đề hồn trợ giúp mới thoát ra được. Sau đó mới tới được đây, Hồ Tam kể rõ những chuyện đã trải qua một lần. Tam vực hội minh, Hỗn hầu, khó trách các ngươi vì vậy mới đến được nơi này, thế nhưng lấy năng lực của âm thừa toàn, bọn hắn rất nhanh sẽ tới đây, hiện giờ toàn bộ tu la thành đã giới nghiêm, cấm chế hộ thành cũng đã mở ra, bất kể các ngươi vùng vẫy thế nào, cũng không thể nào đào thoát ra được. Liễu kỳ lão tổ nhìn đám người hàn lập một lát, rồi từ tốn nói. Hàn lập, thạch xuyên không nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Thạch xuyên không nhìn cây tỳ bà trong ngực một lát, lông mày nhíu lại. Y đã sớm âm thầm thi triển thử pháp trận truyền tống cự ly xa để rời khỏi Tu La Thành, thế nhưng đại trận hộ thành của Tu La Thành có thể có cấm chế không gian, truyền tống chi thuật của Y căn bản không cách nào đột phá được. Lão Tổ, nếu mà dựa vào lực lượng của bọn con thì không thể nào đào thoát, thế nhưng chỉ cần có người là có thể thoát khốn ra ngoài được, lấy thực lực thông thiên của người, chúng ta nhất định có thể rời khỏi Tu La Thành này. Hồ Tam nói ra, ha ha, giúp ta thoát khốn sao? Chuyện này nói thì dễ, bốn sợi lôi ngao chi liên này chính tự tay âm thừa toàn thiết lập, để giam cầm tiên linh lực cùng lực lượng pháp tắc trong người ta, trừ khi có thể chặt đứt nó, nếu không ta không thể nào thoát ra được. Liễu kỳ lão tổ nói ra, lão tổ đợi chút, mặc dù chiến lực của con tầm thường, nhưng vẫn có chút thủ đoạn của mình, cái này sẽ cứu người thoát thân hồ tam vừa xảy bước ra, trên mặt lộ ra vẻ xúc động, mở miệng nói ra. Thiên hồ đạo tổ nghe vậy, chỉ nhắm mắt lại không nói gì. Còn Hàn Lập vốn muốn khuyên bảo Hồ Tam nên cẩn thận một chút, nhưng vừa thấy cảnh tượng vừa xảy ra liền im miệng, không nói gì nữa. Chỉ thấy Hồ Tam bước lên phía trước, cổ tay vung lên, trong lòng bàn tay lóe lên hào quang sáng như tuyết, từ trong lòng bàn tay hiện ra thanh trường kiếm trắng mờ, phía trên khắc đầy phù văn màu bạc. Kiếm này vừa ra, lập tức tỏa ra kiếm quang giống như nước, phát ra từng tầng gợn sóng chập trờn chung quanh, kèm theo từng trận kiếm minh, mà trên đó còn phát ra cỗ dao động linh lực, ít nhất cũng là một thanh tiên khí lục phẩm. Chương 755, tiên khí tam phẩm hảo kiếm ánh mắt thạch xuyên không sáng ngời nhịn không được khen ngợi ánh mắt hàn lập cũng dừng một lát trên ngân phong trường kiếm nhưng lực chú ý vẫn rơi vào trên thân hồ tam giờ phút này hồ tam không giống với bộ dáng thường ngày bên ngoài thân mờ mịt nửa vòng tròn hồ quang giống như quanh thân lồng lên một tầng huyễn ảnh thân hình trở nên mơ hồ hàn lập chỉ nhìn một hồi đã cảm thấy ánh mắt cay cay nhịn không được vuốt vuốt mi tâm lúc này tay phải hồ tam cầm kiếm tay trái cũng không nhàn rỗi mà run lên đầu ngón tay sáng lên kim sắc quang mang, từ trong nổi lên một mảnh phù lục lập lòe kim quang. Ánh mắt hàn lập đảo qua tấm phù lục, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, cảm thấy linh lực trên phù này rồi rào đến cực điểm, quả thực tràn đầy muốn phun mạnh ra ngoài, nhưng hắn cũng không nhận ra đó là phù gì. Chẳng lẽ phù này là kim tiêu tụ linh kiếm phù, thạch xuyên không thấy thế, lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc kêu lên. Giờ phút này Hồ Tam giống như đã lâm vào một loại ý cảnh huyền diệu, đối với việc thạch xuyên không hỏi vẫn ngoảnh mặt làm ngơ lúc trước rõ ràng gã bị tổn thương rất nặng cũng tuyệt không có giả bộ nhưng giờ phút này khí thức trên thân liên tục tăng lên vậy mà hầu như khôi phục đến tình trạng đỉnh phong thạch đạo hiếu kim tiêu tụ linh kiếm phù là vật gì hàn lập hỏi một loại phù lục có thể trong thời gian ngắn làm tăng lên uy lực tiên kiếm bởi vì chất liệu chế tạo phù này bất đồng nên công hiệu tăng lên cũng phân chia cao thấp khác nhau phù này của hồ tam có lẽ là phù lục kim loại phẩm cấp thuộc dạng thượng thừa dùng giá trị liên thành để hình dung cũng không đủ ánh mắt thạch xuyên không vẫn nhìn trên phù lục đằng kia mở miệng giải thích lúc này trong miệng hồ tam bỗng nhiên ngâm khẽ một hồi tay trái cầm phù lục vung lên hư không rồi vỗ xuống thân kiếm trên phù lục liền sáng lên một mảnh ánh lửa màu vàng kịch liệt thiêu đốt lên ánh mắt hàn lập sáng ngời chỉ thấy trong ngọn lửa màu vàng có một đạo phù văn màu vàng dài nửa xích lơ lửng hiện lên trên ngân phong trường kiếm khiến cho thân kiếm rung động kịch liệt một hồi, trong đó phát ra ba động linh lực tăng vọt gấp 10 lần. Phẩm cấp thanh tiên kiếm này vậy mà cũng theo linh lực tăng vọt, đạt đến tình trạng tiên khí ngũ phẩm. Cùng lúc đó, bộ pháp dưới chân hồ tam biến đổi, thân ảnh chập chờn một hồi, bên ngoài thân lập tức hiện ra hơn 10 hư ảnh phân thân cao tới mấy trăm trượng, như là pháp tướng ngoài thân, chân đạp cước bộ cầm kiếm xông tới. Thiên hồ đạo tổ thấy thế, trong đôi mắt hẹp dài hơi sáng lên. trảm thân pháp hồ tam phóng tới, trong miệng quát lớn một tiếng chỉ thấy mười mấy đạo thân ảnh kia bỗng nhiên chuyển một cái trường kiếm trong tay đều rực rỡ quang mang ở giữa không trung mơ hồ xẹt qua liên tiếp kiếm ảnh cực lớn đồng thời chém xuống sợi xiềng xích màu xanh kia bong một tiếng kêu sắc nhọn vang lên một đạo kiếm quang sáng như tuyết bỗng nhiên nở rộ trên xiềng xích màu xanh thoáng cái như đèn bật sáng trong phòng tối làm người lóa mắt không thể nhìn thẳng vù 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 từng đợt tiếng gió gào thét từ chỗ va chạm giữa thân kiếm và xiềng xích không ngừng vang lên kích động lên từng trận kình phong mãnh liệt quét đến mấy người hàn lập làm quần áo bay phất phới. Kiếm khí thật mạnh, thạch xuyên không che một tay trước người, nhịn không được tán thán. Thương thế để hồn chưa lành, chỉ có thể tránh xa hơn, không dám tiến tới gần. Thân hình hàn lập cũng lui về sau nửa bước, hai mắt cũng bị kiếm quang sáng như tuyết chiếu vào không thể nào nhìn thẳng, nhưng trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn phát hiện tuy một kiếm này của hồ tam khí thế cường thịnh, nhưng xiềng xích bị nó chém chúng lại hầu như không chút sức mẻ, thậm chí ngay cả phạm vi rung động lớn cũng không xảy ra, ầm ầm đúng lúc này một tiếng sấm trầm thấp từ chỗ sâu trong tẩy sát trì truyền tới ngay sau đó một đạo lôi điện màu xanh giống như dao long chạy dọc theo xiềng xích màu xanh từ chỗ sâu trong tẩy sát trì cấp tốc phóng đến hầu như trong nháy mắt đã tới bên này ầm một tiếng vang thật lớn trên ngân phong trường kiếm bắn ra kiếm quang sáng chói chưa kịp yếu bớt nửa phần đã bị đạo lôi điện màu xanh kia đụng phải trong nháy mắt sụp đổ vỡ ra hóa thành vô số mảnh vỡ kích xạ ra mà bên trong kiếm quang nứt vỡ xuất hiện một đoàn tia trước hình tròn cực lớn, bên trong vang dội sấm sét màu xanh, lờ mờ có thể thấy thân ảnh hồ tam tựa hồ bị quầng sáng lôi điện hình thành bao bọc, chịu đựng điện quang bổ đánh, nhưng không cách nào thoát ra được. Thân hình hồ tam bên trong điện quang rung động mạnh không thôi, trong miệng phát ra trận trận thanh âm gào rú tê tâm liệt phế. Bên ngoài điện quang hình tròn có từng đạo điện quang màu xanh cực lớn không ngừng bắn ra, bổ đánh cho hư không nổ vang không ngừng, trong không khí tràn ngập một mùi khét lẹt. Hàn Lập thấy vậy cảm thấy kinh hãi, lực lượng này so với năm đó hắn độ kiếp phi thăng tao ngộ lôi thiên kiếp phải mạnh hơn gấp trăm lần. Nguy rồi, Thạch Xuyên không thấy tình thế không ổn, kinh sợ kêu lên một tiếng, muốn đến cứu giúp nhưng phát hiện căn bản không có đường nào. Đề hồn vẫn đang âm thầm chữa thương, lông mày không khỏi cao lại, nhìn về phía chủ nhân của mình. Hàn Lập kinh hãi, nhưng thân thể vẫn lù lù bất động, ánh mắt hơi trách đi, lặng lẽ đánh giá thiên hồ đạo tổ. Chỉ thấy lão vẫn như cũ bảo chỉ tư thế nằm dạp xuống, Từng sợi lôi điện màu xanh chạy dọc theo sợi xiềng xích truyền tới trên người của lão, đập nện lên bộ lông trên người. nhưng lão vẫn hồn nhiên giống như không biết, thần sắc tự nhiên, trên mặt không có vẻ gì là thống khổ. mắt thấy hồ tam sắp chống đỡ hết nổi, hai mắt thiên hồ đạo tổ vẫn theo thói quen híp lại, trong ánh mắt không có vẻ gì bận tâm, cũng không có vẻ gì thất vọng, lại không ngạc nhiên. nhưng một cái đuôi lớn sau lưng lão chợt nâng lên, quét qua giữa không trung mãnh liệt, quấn lấy sợi xiềng xích màu xanh kia. chỉ thấy ánh mắt lão bỗng nhiên biến đổi quanh thân liền sáng lên một mảnh ô quang, một cổ khí thức vô cùng cuồng bạo lập tức quét ngang ra, cái đuôi quấn lấy sợi xiềng xích màu xanh kia nhấc lên, lập tức vang lên thanh âm rầm rầm, sợi xiềng xích to lớn vô cùng kia lại bị kéo lên giữa không trung. Đi, thiên hồ đạo tổ quát khẽ một tiếng, cái đuôi lớn nâng lên trùng điệp đập xuống. Chỉ thấy sợi xiềng xích màu xanh chấn động kịch liệt, một đoàn ô quang dày đặc lập tức từ phần đuôi thiên hồ đạo tổ bắn ra, run run ông ông, như sóng lớn trên biển lắc lư phập phồng sông về phía đoàn tia chấp hình tròn cực lớn kia. Ầm một tiếng nổ đùng vang lên kịch liệt, ô quang màu đen đụng vào lôi điện hình tròn, đồng thời bạo liệt ra. Điện quang màu xanh cùng quang đoàn màu đen đầy trời lăn lộn cùng một chỗ, cuốn ra bốn phương tám hướng, một cổ kình phong cuồng bạo đến cực điểm lập tức tản ra khắp nơi, trùng kích làm hư không bốn phía chấn động không thôi. Đám người Hàn Lập thấy thế, nhao nhao sáng lên linh quang hộ thể, thân hình lui về phía sau thiên hồ đạo tổ lại cười ha ha, một cái đuôi lớn khác quét ra phía trước, chắn ngang trước đám người, ngăn phong bạo đang trùng kích đến. Sau hơn 10 hơi thở, từng trận tiếng thét làm cho màng nhĩ đau nhức mới dần dần thu liếm lại, lôi điện màu xanh cùng quang đoàn màu đen cũng đã tiêu tán toàn bộ, bốn phía cũng khôi phục bình thường. Thiên hồ đạo tổ chậm rãi thu hồi cái đuôi lớn kia, một cái đuôi lớn khác vòng quanh hồ tam, kéo xuống tới trước mấy người hàn lập. Lúc này quần áo toàn thân hồ tam bị nghiền nát, bên ngoài thân có nhiều vết thương cháy đen, nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng lại chỉ bị thương ngoài ra không nghiêm trọng lắm, ngược lại ngân phong trường kiếm trong tay gã thì linh quang ảm đạm, thoạt nhìn đã bị hao tổn. Đa tạ lão tổ thi pháp cứu giúp, là vãn bối khinh thường rồi. Hồ Tam thu hồi trường kiếm, không người hạ bái, có chút hổ thẹn nói. Lấy tu vi người chỉ là thái ất cảnh, có thể phát ra công kích với thanh thế như vậy, đã coi như không tệ. Chỉ là tâm tính còn cần ma luyện, còn chưa biết rõ tình huống, sao lại vội vã như thế. Đừng nói trên tay ngươi chỉ là một thanh tiên khí lục phẩm, không tiếc hao tổn linh khí tiên kiếm dùng phù lục cưỡng ép ra chỉ đến ngụy ngũ phẩm, cho dù có chính thức thành tiên khí tứ phẩm, ngươi cũng giống vậy không thể phá vỡ thanh lôi tỏa liên này." Thiên Hồ đạo tổ lắc đầu, chậm rãi nói. Hàn Lập nghe vậy, oán thầm không thôi, thầm nghĩ lão hồ ly này đã biết rõ Hồ Tam phá không vỡ, vì sao không sớm ngăn cản gã? Tứ, tứ phẩm tiên khí cũng không thể phá vỡ xiềng xích này. Hồ Tam căn bản không để ý suy nghĩ của Hàn Lập trực tiếp hỏi. Đúng vậy, bốn sợi xiềng xích ở tẩy sát trì này chính là cửu u tộc hao tổn đại khí, vơ vét nhiều loại tài liệu chân quý từ tiên hôi lưỡng giới luyện chế, trên đó lại minh khắc nhiều loại phù văn gia cố, có thể kết hợp hoàn mỹ cùng tẩy sát trì, nếu không lão phu cũng không đến mức bị vây khốn nhiều năm như vậy. Thiên hồ đạo tổ tiếp tục nói, nếu như tiên khí tứ phẩm cũng không thể phá vỡ xiềng xích nơi này, chỉ sợ chúng ta cũng phải bất lực rồi. Thạch xuyên không nhíu mày, mở miệng nói lấy chiến lực các người muốn phá vỡ những xiềng xích này, chỉ sợ phải dùng tiên khí từ tam phẩm trở lên mới có thể làm được. Ánh mắt Thiên Hồ đạo tổ hít lại, như có như không đảo qua trên thân Hàn Lập, mở miệng nói. "Hồ Tam nghe vậy, thần sắc trong mắt trở nên hết sức khó coi, có chút bất đắc dĩ nói. Tam phẩm tiên khí thật sự là vật hạn hữu ở tiên giới, tu sĩ đại la bình thường cũng khó có được một cái, chỉ sợ chỉ có đạo tổ mới có thể sở hữu được, cái này Nay chúng ta thân ở hôi giới, biết đi đâu tìm được dị bảo bực này. Thạch Xuyên không nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia do dự, bộ dạng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. La trá tỷ bà trong tay gã chính là một kiện tam phẩm tiên khí, nhưng mà vật ấy có ý nghĩa trọng đại với ma tộc bọn họ, cho nên gã không định xuất ra vật ấy. Ánh mắt thiên hồ đạo tổ đảo qua trên thân mấy người, cuối cùng rơi vào trên thân hàn lập. Trên người vị tiểu hữu này có một kiện tam phẩm tiên khí, chỉ là không biết có bằng lòng lấy ra trợ giúp lão phu một tay hay không. Ánh mắt lão híp lại, khuôn mặt hồ ly cực lớn làm cho người ta có loại ảo giác giống cười mà không phải cười, mở miệng hỏi. Trong lòng hàn lập cả kinh, lại có chút nghi hoặc, không biết tiên khí tam phẩm trong miệng lão rốt cuộc là kim sắc phiên bản lúc trước lấy từ chân môn môn, hay là chuôi thiên hồ hóa huyết đao, hoặc là trường thiên bình hắn đeo trên cổ. Bởi vì vật hắn đang sở hữu, chỉ có ba bảo vật này là hắn nhìn không ra phẩm cấp. Còn không đợi hàn lập mở miệng, Hồ Tam lại như bừng tỉnh đại ngộ, mừng dỡ kêu lên: "Lệ huynh, tam phẩm tiên khí trên người ngươi nhất định là chuôi huyết đao cổ quái lúc trước a. À. Có thể lấy ra dùng một lát, sau đó bổn tộc tất có hậu báo." Trong lòng Hàn Lập âm thầm thở dài một hơi, thử dùng thần niệm liên hệ với Thạch Khinh Hầu, kết quả chẳng biết tại sao lão không hề đáp lại, giống như đã lâm vào ngủ say. Trầm ngâm một lát, cổ tay hắn chuyển một cái, lấy ra chuôi Thiên Hồ hóa huyết đao. Vật ấy vừa ra, ánh mắt thiên hồ đạo tổ rõ ràng nhúc nhích một cái lập tức mở miệng nói đúng vậy chính là vật ấy tiền bối xin thứ cho tại hạ nhiều lời xem tình huống hồ tam đạo hữu ra tay lúc trước cho dù có chuôi thiên hồ hóa huyết đao này vãn bối cũng không nắm chắc có thể chặt đứt dây xích này mặt hàn lập lộ ra một tia áy náy mở miệng nói lấy lực lượng một mình tiểu hữu ngươi tự nhiên không cách nào chặt đứt thanh lôi tỏa liên này thiên hồ đạo tổ chậm rãi nói tiền bối chỉ giáo cho Hàn Lập nghe vậy khẽ giật mình. Chương 756, giao dịch, Thiên Hồ đạo tổ liếc nhìn Hàn Lập, thong thả nói: "Bình thường, Kim Tiên chỉ cần tế luyện thành công đã có thể thúc dục tam phẩm tiên khí, nhưng nếu muốn phát huy toàn bộ uy lực của nó lại không đủ tiên linh lực để trèo chống, giống như muối bỏ biển vậy. Cho nên phải đem tiên linh lực của các ngươi hòa làm một mới có thể miễn cưỡng làm được." Sau khi nghe xong, Hàn Lập cũng không vội vàng trả lời, mặt lộ vẻ do dự. "Lệ huynh, chuyện đã đến nước này còn do dự gì nữa? Để đến được nơi này, chúng ta đã gây ra phiền toái lớn cho cửu u tộc, bây giờ cho dù thành công tẩy sát cũng không còn lối thoát rồi. Nếu lão tổ được cứu ra thì tỷ lệ chúng ta thoát cũng sẽ tăng lên nha. Thấy thế Hồ Tam cũng ra sức khuyên nhủ, các ngươi mạo hiểm sông đến đây là vì tẩy sát chi. Có lẽ thế thật, chỉ có thân thể tiên nhân mới phải chịu đựng nỗi khổ bị sát khí ăn mòn, đành chấp nhận mạo hiểm đi tới Tu La Thành, mục đích là nhờ tẩy sát chỉ tẩy đi sát khí trên thân, khôi phục thân thể trong sạch của tiên nhân. Thế nhưng trước lúc tới đây các người có biết hung hiểm của tẩy sát trì. Liễu kỳ lão tổ hạ mình nằm xuống, chậm rãi nói ra. Tiền bối, ngài nói là, Thạch Xuyên không trần chờ nói, lúc trước các người đã thấy uy lực của thanh lôi tỏa liên. Chẳng qua đó chỉ là một chút sự uy phát ra nhờ phù văn lôi ngao tỏa liên mà thôi, còn uy lực chân chính của lôi chỉ càng cuồng bạo hơn gấp trăm lần, tu vi các ngươi chỉ như thế này nếu tùy tiện đi vào. Thứ cho ta nói thẳng, đừng nói rửa đi sát khí mà ngay cả nhục thân cũng bị lực lượng lôi điện trực tiếp phá hủy, cho dù một chút cặn bã cũng không còn. Liễu kỳ lão tổ tiếp tục nói, Hàn Lập nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về hướng lôi trì, nội tâm cũng phân vân dao động. Hắn biết lời nói của đối phương không phóng đại, trong lòng lại càng kiêng kỵ lão hồ ly này thêm vài phần. Lúc trước lão ấy cố ý không ngăn cản hồ tam, mà để mặc y thử chặt đứt xiềng xích, khả năng là vì để cho bọn hắn tận mắt nhìn thấy uy lực của lôi điện, mục đích cũng để giành lợi thế khi đàm phán. Nghe tiền bối nói như vậy, mấy người chúng ta liều chết sông tới đây, chẳng lẽ giống như lấy giỏ trúc mà múc nước, chẳng khác gì công dã chẳng rồi. Hàn lập làm ra vẻ kinh ngạc, mở miệng hỏi, tiểu hữu không cần hoảng sợ, thời gian lão phu ở cùng bốn tòa lôi trì này cũng không ngắn, cho nên cũng thăm dò được một chút nội tình. Nếu lão phu hỗ trợ gánh chịu một phần uy lực lôi điện của tẩy sát trì, ở trong lôi trì màu xanh này, các ngươi có thể thuận lợi tẩy sát thành công. Nhưng mà, ta giúp đỡ bọn ngươi tẩy đi sát khí, các người cũng phải giúp ta chặt đứt xiềng xích, mua bán này như thế nào. Trong mắt liễu kỳ lão tổ khẽ đảo, nói như thế. Nếu được như thế, dĩ nhiên là tốt nhất, đợi cho chúng ta thoát khỏi khốn nhiễu của sát khí rồi mới huy động thanh thiên hồ huyết đao kia, khi ấy chắc chắn có thể phát huy hết huy lực của nó, lúc đó tỷ lệ cứu thoát tiền bối cũng sẽ cao hơn. Lúc này Hàn Lập nghe xong mới vừa cười vừa nói, Thạch Xuyên không nghe lời hắn nói, đôi mắt như sáng lên một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười ý nhị, lệ tiểu hữu không cần cẩn thận như vậy lúc đầu lão phu cũng dự định để các ngươi tẩy đi sát khí rồi mới đến chém đứt xiềng xích giúp ta mặc dù tẩy sát chỉ này hung hiểm vạn phần nhưng lợi ích cũng không nhỏ nếu thuận lợi tẩy sát thành công thì không những tẩy sạch sát khí trong cơ thể mà còn có thể tẩy thô rèn luyện thể phách có hiệu quả tăng tiến tu vi các người liễu kỳ lão tổ cười hắc hắc nói đã như vậy việc này không nên chậm trễ mấy người chúng ta cùng tiến vào trong tẩy sát chỉ đi hồ tam không quan tâm đến vết thương trên người lần nữa khoác lên một bộ quần áo màu đen, mở miệng nói ra. Việc này không gấp được, tốt nhất mọi người hãy phục dụng đan dược, điều thức một canh giờ sau đó lại đi vào tẩy sát trì. Hàn lập lắc đầu nói ra, sau khi nghe xong, Hồ Tam có vẻ do dự nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Thế là, ba người chia nhau ngồi xếp bằng ở một bên, đồng thời lấy ra đan dược ăn vào, yên lặng điều tức. Bản thân đề hồn đặc thù, căn bản không sợ sát khí cho nên cũng không cần đi vào tẩy sát trì gột rửa sát khí, mà chỉ yên lặng điều trị thương thế, nhưng trong lòng nàng lại đang tính toán sau này gặp lại sư tôn âm thừa toàn nên thỉnh tội như thế nào. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, Hồ Tam mở hai mắt ra, đứng lên đầu tiên, Thạch Xuyên không cùng Hàn Lập không đợi y nhắc nhở, cũng đồng thời đứng lên. Liễu kỳ lão tổ ở trên giá gỗ thập tự, hít mắt nhìn ba người nói ra, trong bốn lôi trì này thì lôi trì màu xanh có uy lực nhỏ nhất, nhưng mà như thế cũng đủ để gột rửa sạch sát khí trên thân thể các ngươi rồi, cho nên các người cũng không nên đi thử mấy cái ao khác làm gì cho nguy hiểm. sắc mặt ba người Hàn Lập có vẻ nghiêm trọng, gật đầu với Lão Tổ. cách đó không xa, Đề Hồn nhìn về phía Hàn Lập bên này, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. vì để không ảnh hưởng lẫn nhau, ba người khi đi vào biên giới lôi trì màu xanh, mỗi người tự phân tán ra đi đến một góc lôi trì. sau khi đến đó, tất cả đều chăm chú nhìn thanh dịch trong ao đang nhảy nhót, cũng không có ai lập tức đi vào trong đó. Trần chờ chốc lát. Hàn Lập hít sâu một hơi, định là người đầu tiên bước vào lôi trì. Nhưng khi hắn vừa nhấc chân lên, lông mày đột nhiên nhíu lại, chân trái đã dơ ra liền co lại, đồng thời một tay vung lên mở ra động thiên hoa chi, hiện ra bên trong một tòa trúc lâu. Lệ đạo hiếu, có thể thả ta đi ra được không? Nhiệt hỏa tiên tôn vốn đang bị hồ tam cùng thạch xuyên không cầm cố, bây giờ chẳng hiểu tại sao đột nhiên tỉnh lại gọi Hàn Lập một tiếng. Nhiệt hỏa đạo hiếu, người đã khôi phục lại thần trí rồi. Hàn Lập nhíu mày hỏi ở trong tiểu động thiên này của ngươi không những có thể ngăn cách sát khí ăn mòn lại có lợi ích của thiên địa linh khí sung túc cho nên thần trí ta mới có thể khôi phục nhưng mà cũng chỉ tạm thời mà thôi ta tận dụng thời gian tỉnh lại liên hệ ngươi có một số việc cần dặn dò ngươi nhiệt hỏa tiên tôn thở gấp miệng nói hấp tấp chuyện gì hàn lập nghi ngờ hỏi trên mặt nhiệt hỏa tiên tôn hiện lên một tia thống khổ đột nhiên chỗ nghi tâm giống như có sát khí trào lên đổi thành truyền âm nói ra thời gian ta bị sát khí ăn mòn quá lâu đã không còn hy vọng có thể khôi phục, nhưng ta cũng không muốn biến thành hành thi tẩu nhục mất đi thần trí như vậy, hy vọng lệ đạo hữu có thể tiến ta một đoạn đường, để cho ta sớm vào luân hồi. Hàn lập nghe lời nói ấy, đang muốn mở miệng ngắt lại, chợt nghe lão truyền âm nói tiếp. Tất cả bảo vật trên người ta đã bị cửu u tộc đoạt mất không còn, chỉ còn bản mệnh pháp bảo giấu trong cơ thể, sau này lệ đạo hữu có thể tự lấy đi. Công pháp lúc trước sư môn truyền xuống cũng sẽ giao phó cho ngươi. Chân ngôn môn của ta đã bị hủy diệt, chỉ còn lại chừng ấy hương hỏa mong rằng lệ đạo hữu có thể giúp chúng ta truyền thừa xuống dưới. Nhiệt hỏa đạo hữu, bây giờ chúng ta đã đến tẩy sát trì, nhờ vào lôi trì tẩy sát có thể loại trừ sát khí trong cơ thể, chỉ là quá trình này phong hiểm cực lớn, người có dám thử một lần. Hàn lập không có truyền âm, cười hỏi, tẩy sát trì, có đúng là có thể loại trừ sát khí? Nhiệt hỏa tiên tôn gắng ngượng lên, hỏi vội, sao ta lại lừa ngươi, có thể tẩy đi là thật, phong hiểm cực lớn cũng là thật, nói khả năng cửu tử nhất sinh cũng không đủ, Hàn lập nói ra, thử, đương nhiên muốn thử. Nhiệt hỏa tiên tôn vui sướng, hốc mắt ửng đỏ, vội vàng nói. Thạch đạo Hữu hồ tam đạo Hữu Hàn lập nhìn về phía hai người, mở miệng kêu lên. Hai người hiểu ý, liền nhanh chóng giải khai cấm chế trên người nhiệt hỏa tiên tôn. Đề hồn, người có thể trợ giúp giải trừ cấm chế khác của cửu u tộc trong cơ thể hắn. Đợi nhiệt hỏa tiên tôn tập tính đi ra từ trong động thiên, hàn lập nhìn về phía đề hồn hỏi. Giúp hắn giải trừ cấm chế thì có thể làm được, Ngược lại chỉ sợ sát khí trong cơ thể hắn lại bộc phát, lần nữa mất đi thần trí. Đề Hồn gật đầu nhẹ nhưng có vẻ do dự nói: "Cô nương cứ việc xuất thủ, nếu ta bị sát khí bộc phát, xin mời Lệ Đạo Hữu mang ta trực tiếp ném vào trong tẩy sát trì, sau đó sinh tử liền xem thiên ý, do ta tự chọn." Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cười khổ một tiếng, mở miệng nói ra: "Tâm ý ngươi đã định, vậy ta cũng không khuyên nhiều." Hàn Lập nhìn lão một cái, gật đầu nói: "Làm phiền nhiệt hỏa tiên tôn chắp tay về phía hàn lập cùng đề hồn nói ra hàn lập nghe xong cũng không nói gì nhìn về phía đề hồn gật đầu nhẹ đề hồn thấy thế quang mang đỏ sậm sáng lên trong lòng hai bàn tay rồi đặt lên trên người nhiệt hỏa tiên tôn bắt đầu vũ động lúc đầu nhiệt hỏa tiên tôn còn có thể bảo trì thần sắc bình thường nhưng theo động tác của đề hồn liên tiếp rơi xuống khuôn mặt lão nhanh chóng trở nên vặn vẹo dữ tợn lông mày nhăn tít lại mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ tiếp theo đó, trên người lão không ngừng toát ra từng tia từng sợi sát khí màu đen. Ánh mắt hàn lập ngưng lại, chú ý tới đôi mắt nhiệt hỏa tiên tôn giống như đã biến thành màu xám trắng, trong lòng căng thẳng, nhận ra chính mình trước đó còn đánh giá thấp mức độ ăn mòn của sát khí gây ra cho nhiệt hỏa tiên tôn. Cổ tay hắn khẽ động, một đầu cách nguyên pháp liên thuận theo cánh tay vũ động rơi xuống giấu ở trong tay áo. Đúng lúc này, song trưởng đề hồn cũng đã hợp lại, trong lòng bàn tay hiện ra một cái phù văn cổ quái, đánh tới hậu tâm nhiệt hỏa tiên tôn phanh một tiếng vang trầm, nhiệt hỏa tiên tôn rên lên một tiếng, khóe miệng có một tia máu tươi uốn lượn chảy ra. Ngay sau đó, xương cốt trên người lão giống như đậu giang đông đốp rung động, tất cả xương cốt đồng loạt cao lên nửa thước, ánh sáng đen bao trùm quanh thân, cả người sát khí bừng bừng, mới nhìn không khác gì hôi tiên. Hàn lập căng thẳng đang muốn xuất thủ, liền nghe một giọng nói khàn khàn không giống tiếng người phát ra từ trong miệng nhiệt hỏa tiên tôn truyền đến, lệ đạo hữu. Không cần kinh hoàng, ta, ta còn chịu đựng được, nói xong, lão bước từng bước chậm rãi đi tới một góc lôi trì màu xanh phía trước, sau đó không chút do so dự vọt lên rồi rơi vào trong lôi trì, lúc Hàn Lập muốn quát bảo ngưng lại thì đã chậm. Ầm ầm, thân hình rơi vào lôi trì liền giống như giọt nước tung tóe trong chảo dầu, lôi điện vốn đang cuồng bạo lập tức sôi trào kịch liệt lên, từng đạo lôi điện tráng kiện như vạn con lôi điện giao long, tất cả đều ồ ạt xông về phía nhiệt hỏa tiên tôn. Chậc chậc, ra hỏa này làm gì mà nôn nóng như vậy? Liễu Kỳ lão tổ thấy thế, đôi mắt hẹp dài nheo nheo lại, trong mắt hơi lo âu, nhưng trong lòng lại có chút xem thường. Nhưng mà lão cũng không khoanh tay đứng nhìn, lại lần nữa phía trên một đầu đuôi lớn sáng lên ánh sáng đen, nhanh chóng cuốn lấy xiềng xích màu xanh kia rồi bỗng nhiên co rút lại, lập tức kéo xiềng xích về phía lão bên này. Sâu trong lôi trì chấn động kịch liệt, hào quang màu xanh càng phát ra nồng đậm hơn, đột nhiên vô số lôi điện màu xanh giống như tìm được mục tiêu càng thêm hứng khởi, tất cả nhao nhao chạy theo xiềng xích màu xanh, thuận theo phù văn xiềng xích, cuồng dũng xông đến liếu Kỳ lão tổ. Liễu kỳ lão tổ bỗng nhiên xoay người lại, miệng lớn há ra, từ trong phun ra một viên cầu màu xanh sẫm to bằng đầu người, từ nó tản mát ra một mảnh ánh sáng xanh lục óng ánh long lanh như màn nước, nhanh chóng chống đỡ lôi điện màu xanh cuồng bạo kéo tới. ầm ầm, tiếng oanh minh cuồng bạo của lôi điện không ngừng truyền đến, vô số đạo lôi điện màu xanh như cá chép hóa rồng không ngừng oanh kích ở trên màn nước xanh lục óng ánh do viên cầu màu xanh sẫm ngưng ra, màn nước bị oanh kích mạnh mẽ lồi lõm sần sùi, nhưng thủy chung không cách nào đột phá phần lớn lôi điện đã bị liếu kỳ lão tổ thu hút đến, nhưng mà uy lực lôi điện trong tẩy sát trì vẫn như cũ cường hoành vô địch. chương 757, tiến vào lôi trì. a à, trong lôi trì, khuôn mặt nhiệt hỏa tiên tôn trở nên dữ tợn trong miệng phát ra một tiếng gào tê tâm liệt phế. Đám người hàn lập tập trung nhìn qua, chỉ thấy từng cột sáng lôi điện màu xanh từ bốn phương tám hướng bắt đầu phóng đến, trực tiếp xuyên qua thân thể nhiệt hỏa tiên tôn. Cả người lão thoạt nhìn tựa như một con nhím gai màu xanh, toàn thân bị điện quang màu xanh bao bọc hoàn toàn, quần áo trên người cũng bị nghiền nát không chịu nổi, lộ ra làn da rách nát, khắp nơi đều là dấu vết cháy đen do lôi điện gây ra. Cùng lúc đó, khiếu huyệt quanh thân lão cũng không tự chủ đều mở ra, từng tia điện màu xanh cực kỳ nhỏ chui vào trong đó, lập tức quấy nhiễu sát khí màu đen đã chiếm giữ bên trong từ lâu. Tựa như một đám lang hổ, lôi điện màu xanh tiến dũng mãnh vào trong khiếu huyệt, cũng không bận tâm khiếu huyệt có thể chịu đựng được hay không, vẫn không ngừng chui vào sát khí thân là địa đầu xà ở bên trong tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, nhao nhao ngưng tụ chống lại lôi điện. Bất quá tia điện nơi lôi trì này chính là hoán cốt kim lôi, vốn cực kỳ khắc chế sát khí, cho nên khi hai thứ giao phong, sát khí màu đen lập tức như quân lính tan rã, nhao nhao từ trong khiếu huyệt nhiệt hỏa tiên tôn bị đẩy ra ngoài. Liếc nhìn qua, chỉ thấy trên thân nhiệt hỏa tiên tôn tựa như điểm lên vô số đàn hương, từng sợi khói khí màu đen không ngừng từ trong toát ra, gặp tia điện trong lôi trì lập tức bùng lên ánh sáng màu xanh nhìn rất nổi bật tạo thành một cảnh tượng hết sức kỳ lạ hàn lập thấy thế trong lòng căng thẳng mới thoáng an ổn lại sau một phen quan sát đúng là liếu kỳ lão tổ kia thật sự trợ giúp bọn hắn ứng phó lôi trì thời gian cấp bách chúng ta cũng bắt đầu đi hàn lập nhìn về phía hai người thạch xuyên không nói ra hai người gật đầu nhẹ đang tính đi vào lôi trì chợt nghe một thanh âm gào dù cuồng bạo vang lên mấy người đưa mắt nhìn sang hướng nhiệt hỏa tiên tôn chỉ thấy đầu của lão nhô lên cao hai nắm tay đưa lên trời bộ dạng đang gào rú bên trong tai mắt mũi miệng thất khiếu tuôn ra sát khí màu đen che đậy toàn bộ khuôn mặt lão vào trong trở nên mơ hồ không rõ mà thân thể của lão trong lôi chỉ đã không còn sát khí tuôn ra trên da thịt trải rộng vết rách cũng bắt đầu sáng lên hào quang đỏ thẫm như nham thạch nóng chảy từ trong truyền ra trận trận khí tức nóng rực chỉ nghe hô một tiếng vang lên thân thể nhiệt hỏa tiên tôn bỗng nhiên dâng lên một mảnh hỏa diễm bắt đầu bốc cháy kịch liệt Bất quá trong nháy mắt, hai chân của lão liền hóa thành than cốc, bị một đạo lôi điện bổ chúng, biến thành cho tàn. Thân thể nhiệt hỏa tiên tôn bỗng nhiên rơi xuống, nửa người trên cũng rơi vào trong lôi trì. Hàn lập thấy thế trao mày, chân ngôn bảo luân trong cơ thể cấp tốc nghịch chuyển, thân hình chấp một cá đã đi tới rìa tẩy sát trì, hai tay chộp tới hướng nhiệt hỏa tiên tôn trong lôi trì. Đừng uổng phí khí lực, nhục thể của hắn đã thành tổ ong, sát khí tuôn ra hết rồi, nên không thể chống lại lực lượng lôi điện, người cứu không được đâu liếu kỳ lão tổ bỗng nhiên mở miệng ngữ khí bình thản nói ra hàn lập mắt điếc tai ngơ hai tay vẫn mò mẫm trong lôi trì chộp tới hướng nhiệt hỏa tiên tôn cánh tay hắn vừa mới tiến vào lôi trì vô số tia điện màu xanh lập tức hội tụ lại trong nháy mắt chấn vỡ nát ống tay áo trên hai cánh tay sau đó quấn quanh trên làn da hắn hàn lập cảm thấy trong lòng kinh hãi một cổ lực lượng lôi điện vô cùng cuồng bạo lập tức từ bên ngoài tiến vào trong cơ thể trong chớp mắt sát khí mà hắn áp chế đã lâu trong cơ thể lại bạo động lên chỉ thấy trong miệng hắn hét to một tiếng, luyện thần thuật lập tức vận chuyển, mạnh mẽ đè ép cố cuồng bạo trong đầu xuống, trên hai tay đồng thời nổi lên lân phiến màu vàng. Nhưng mà, chỉ trong chấp nhoáng này đã không còn kịp nữa rồi. Hai tay hàn lập tìm kiếm thân thể tàn phế của nhiệt hỏa tiên, nhưng thân thể của lão đã tan vỡ, trực tiếp biến thành cho tàn. Nhìn từng điểm cho tàn xám trắng xẹt qua tay mình, ánh mắt hàn lập lựa chọn, hai tay lập tức chụp lên phía trên, ý định tìm cứu nguyên anh của nhiệt hỏa tiên tôn trở về không biết tại sao sau khi thân thể tan vỡ trong nháy mắt nguyên anh trần trụi đã bị mấy đạo điện mang bổ chúng đồng dạng tan vỡ ra hàn lập chỉ kiếm được một đám tàn hồn thu tay về hết thảy nói rất dài dòng kỳ thực chỉ trong chớp mắt chờ hai người hồ tam kịp phản ứng thì hàn lập đã quay trở về rồi hắn đứng lại thân sắc ngưng trọng chậm rãi mở bàn tay ra trong lòng bàn tay hắn lồng lên một tầng ánh sáng màu xanh mông lung bên trong đứng thẳng một bóng người mơ hồ cao năm tấc thân hình lay động chớp sáng thoạt nhìn tựa như nến trong gió lung lay sắp đổ thật có lỗi nhiệt hỏa đạo hiếu ta cứu không được ngươi hàn lập thở dài một tiếng nói ra lệ đạo hiếu không nên tự trách số mệnh vậy vận trách không được người khác nhiệt hỏa tiên tôn còn sót lại một đám tàn hồn đã không cách nào mở miệng chỉ có thể thông qua thần hồn trao đổi nói với hàn lập sợi tàn hồn này đã quá mức yếu ớt ta muốn nuôi dưỡng giúp ngươi cũng không làm được chỉ sợ một lát cương phong quét qua sẽ phải tiêu tán nhiệt hỏa đạo hiếu Ngươi còn nguyện vọng gì cứ nói ra đi. Hàn lập khẽ thở dài, chậm rãi nói ra, nguyên nhân chân ngôn môn diệt môn ta đã biết, tình cảnh sư phụ cũng đã rõ, ta ở trên đời này cũng không còn gì lo lắng nữa rồi, chỉ tiếc không thể quay về giã hạc cốc, điểm tàn hồn còn lại, cũng không biết còn có thể tiến vào thiên đạo luân hồi hay không. Ngày sau lại có thể quay về tiên giới hay không, tàn hồn nhiệt hỏa tiên tôn dần mở đi, cười khổ nói. Thiên đạo vô thường, nếu có thể luân hồi, nơi nào cũng giống nhau. Hàn Lập trả lời, lúc trước còn tính lưu lại bản mệnh pháp bảo cho lệ đạo hiếu, đáng tiếc lôi trì này thực sự quá bá đạo, cái gì cũng không thể lưu lại, cuối cùng chỉ còn lại chút ít đồ này, người nhận đi. Thần hồn nhiệt hỏa tiên tôn dao động càng ngày càng yếu, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Cuối cùng tiểu nhân cao năm tắc kia cũng chậm rãi tiêu tán, chỉ còn lại một điểm ánh sáng đỏ to bằng hạt gạo bắn ra, rơi vào trong nghi tâm Hàn Lập. Hàn Lập cảm thấy trong thức hải nóng rực một hồi, kiểm tra liền phát hiện trong đó thình lình hiện ra một mảnh rậm rạp chằng chịt phân tự màu đỏ chỗ đầu viết đoạn thì lưu hỏa tập hiển nhiên đúng là thời gian công pháp hỏa hệ nhất mạch lưu truyền lưu hỏa cung của chân môn môn đám người hồ tam thấy nhiệt hỏa tiên tôn tan thành mây khói trong thời gian ngắn hàn lập tựa như lâm vào trạng thái thất thần người nào cũng không mở miệng thúc giục liếu kỳ lão tổ đã thu hồi thần thông hít mắt nhìn về phía bên này sau một lát hàn lập tựa hồ phục hồi tinh thần lại nhẹ nhàng trà sát bàn tay trống rỗng liếc qua vết thương trên cánh tay bị lôi điện gây ra, nhẹ giọng thở dài một hơi. Đi thôi, hắn nói ra, thấy nhiệt hỏa tiên tôn vừa rồi không chịu được uy lực của lôi trì, hầu như rơi vào thần hồn câu diệt, trong mắt thạch xuyên không hiện lên một tia trần chờ Nhưng khi gã thấy hàn lập lướt đến rơi xuống một góc lôi trì màu xanh, liền không trần chờ nữa, bước nhanh tới. Liễu kỳ lão tổ thấy thế, cái đuôi lớn lại cuốn đến xiềng xích màu xanh, lặp lại chiêu cũ, dẫn động đại lượng thanh lôi vào tới bản thân mình ngay lúc thanh thế lôi trì chậm lại thì hàn lập đã rơi vào trong lôi trì màu xanh ầm á thân thể hắn vừa mới vào lôi trì một hồi thanh âm lôi điện cuồn cuộn kịch liệt lập tức truyền tới hàn lập liền cảm thấy làn da bên ngoài ngứa ngáy một hồi tiếp theo là một cảm giác lửa đốt vô cùng mãnh liệt giống như có ngàn vạn cái bản ủi nung đỏ đồng thời đặt lên da của mình hầu như muốn thiêu đốt toàn bộ da thịt hắn a à, trong miệng hàn lập phát ra một tiếng kêu đau đớn cố nén không phát ra tiếng rên hai chỗ khác trong lôi chỉ lại đồng thời vang lên một tiếng kêu gào thảm thiết tê tâm liệt phế trong đó tiếng gào của hồ tam càng vang dội hơn hàn lập cắn chặt hàm răng mồ hôi lạnh ứa ra đầy trán nhưng vẫn chịu đựng cảm giác lửa đốt kịch liệt quanh thân chuyển đến không có vận chuyển bất luận thần thông gì để chống đỡ lôi điện xâm nhập vào thân thể hắn biết rõ càng có nhiều lôi điện tiến vào trong cơ thể của hắn càng mau chóng thanh trừ hết sát khí chiếm giữ trong đó bất quá vẻn vẹn sau mấy hơi thở làn da của hắn liền trở nên một mảnh huyết hồng nhiều sợi gân xanh bạo khởi, tựa như tùy thời muốn bạo liệt ra, nhưng làn da lại thủy chung bảo trì nguyên vẹn, không có dạn nứt giống như nhiệt hỏa tiên tôn lúc trước. Trong lòng Hàn Lập minh bạch, đây là do năm đó hắn cần cù tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, chính là dựa vào nội tình khí lực huyền tiên này, về sau không ngừng rèn luyện thân thể, nhục thể của hắn mới có thể chống đỡ được lôi điện cuồng bạo đánh vào như thế. Từng cột sáng lôi điện tựa như trường mâu không ngừng trùng kích lên thân thể của hắn, từng sợi điện mang nhẹ nhẹ bắt đầu xuyên thấu qua lớp da bên ngoài, xâm nhập vào trong cơ thể hắn, chui vào bên trong khiếu huyệt. Một chỗ, hai chỗ, ba chỗ, thần thức hàn lập bảo vệ cho thức hải, đáy lòng yên lặng đếm. nương theo những chỗ khiếu huyệt bị lôi điện thẩm thấu vào, từng cái tiên khiếu trong cơ thể hắn lần lượt mở ra, trên thân cũng bắt đầu bốc lên sát khí màu đen giống như nhiệt hỏa tiên tôn lúc trước. bất quá có chút bất đồng chính là tốc độ sát khí trên thân hàn lập toát ra rõ ràng chậm hơn rất nhiều. lúc này, đề hồn đứng ở bên ngoài cách lôi chỉ không xa, đã tạm dừng điều tức khôi phục trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng nhìn về phía Hàn Lập. Tiểu nha đầu, không cần quá mức lo lắng cho hắn, tốc độ sát khí thoát ra chậm không phải chuyện xấu, chứng tỏ hắn vẫn còn đang khống chế khiếu huyệt khép mở, nếu giống như tên lúc trước không cách nào cố thủ, vậy mới thật phiền toái. Liễu kỳ lão tổ liếc nhìn nàng, nói ra, đề hồn im lặng gật đầu nhẹ với lão, không nói gì thêm. Lão hồ ly cũng không nhìn hắn nữa, rời ánh mắt nhìn về phía hồ tam. Bây giờ toàn thân hồ tam đầm đìa mồ hôi, cắn chặt hàm răng, hai mắt gắt gao nhắm lại trên thân sát khí lượn lờ tốc độ toát ra của sát khí trên người y nhanh hơn rất nhiều so với hàn lập nhưng khiếu huyệt trên thân toát ra khói đen lại ít hơn rất nhiều hơn nữa trong đó sát khí tràn ra cũng không đậm đặc bằng hàn lập thậm chí cũng không bằng thạch xuyên không tình huống hồ tam không quá giống với hai người hàn lập hai người đều trải qua sát suy tại hôi giới bị sát khí ăn mòn từ bên ngoài trong thân thể cũng có sát khí tích tụ hoàn cảnh nghiêm trọng trong ngoài đều khốn đốn chỉ có điều y đã là thái ất ngọc tiên, muốn thanh trừ bất quá chỉ là một ít sát khí từ bên ngoài xâm lấn làm căn cơ bất ổn mà thôi. Bất quá nói về khí lực, nhục thể của y không bằng hàn lập, đồng dạng cũng không bằng thạch xuyên không vốn là ma tộc, cho nên trong tẩy sát lôi chỉ như nồi chảo đun sôi này, y gian nan đến cực điểm. Bên kia, quanh khuôn mặt thạch xuyên không, ngoại trừ có sát khí tuôn ra bên ngoài, còn có từng sợi ma khí màu đen tràn ra nhẹ nhẹ. Một đầu tóc trắng xoăn đã rũ xuống, ngũ quan trở nên dữ tợn vô cùng, trong miệng lộ cả răng nanh nhấp nhô ra ngoài, khóe miệng có nước bọt chảy xuống, trên thân cũng hiện ra từng mảnh hắc lân, hầu như đã sắp biến thành bản thể ma tộc. chương 758, không phá thì không thể xây. So với việc hai mắt hồ tam nhắm nghiền, thạch xuyên không tùy trung trợn hai mắt lên, nhìn về phía hàn lập đối diện trong tẩy sát trì. Giờ phút này, làn da trên thân hàn lập đã là một mảnh huyết hồng, hai mắt càng đỏ hồng một mảnh, toàn thân ngoài sát khí màu đen không ngừng tràn ra ngoài, còn kèm theo xương mù màu trắng, toàn bộ cơ thể thoạt nhìn giống như bị hấp chín. Hắc bạch vũ khí bốc hơi giao thoa nhau, từng đạo lôi điện màu xanh răng khắp nơi, giống như cây roi điện cực lớn đánh lên người hắn, phát ra từng đợt thanh âm sét đánh làm người sợ hãi. Tuy ba người bọn họ gần như cùng bước vào tẩy sát trì, nhưng hiển nhiên vì sát khí trong cơ thể hàn lập nồng đậm nhất, thêm nữa đã kích thích dòng điện cuồng bạo trong lôi trì cho nên bị ảnh hưởng cũng mãnh liệt nhất, cảnh tượng lôi điện vần quanh người tự nhiên cũng kinh khủng nhất thanh thế bên ngoài cơ thể to lớn như vậy cảnh tượng trong cơ thể hàn lập cũng đồng dạng làm lòng người kinh sợ lúc này mỗi khiếu huyệt trên toàn thân hắn giống như một tòa quan ải bốc cháy ở trong lôi chỉ bị thanh lôi đánh liên tục truyền đến từng trận đau nhức kịch liệt trong thức hải hắn càng nhắc lên trận trận cuồng phong sóng lớn bên trong lôi điện cuồng vang truyền đến làm thần hồn chấn động không ngừng nếu không phải ý chí của hắn hơn xa người thường chỉ sợ không chờ nhục thân sụp đổ thì thần hồn đã hỏng trước rồi Liễu kỳ lão tổ nheo hai con mắt hẹp dài lại nhìn bộ dạng hàn lập, trong mắt không khỏi hiện lên một tia tán thưởng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hàn lập nhịn không được ho khan kịch liệt, thân thể cũng rung động theo, vốn sát khí trong khiếu huyệt chậm rãi chảy ra bỗng nhiên trở nên đậm đặc như mực, ngay sau đó chảy ra nhanh gấp mấy lần trước, lan tràn nhanh ra bốn phía. Bị cỗ sát khí nồng đậm này đột nhiên tập kích, lôi điện màu xanh chung quanh lập tức cuồng bạo lên, lưới điện càng thêm dày đặc quét tới bên này, rất nhanh liền xua tán sát khí xung quanh Hàn Lập hầu như không còn. Tuy sát khí tản ra, nhưng khí thức phát ra trên thân Hàn Lập lại trở nên đục ngầu, đôi mắt màu xám trắng bắt đầu sung huyết, quang mang màu đỏ tươi từ bốn phía ánh mắt vây tụ tới, rất nhanh sẽ chiếm cứ cả đồng tử hắn. Chủ nhân, đề hồn thấy thế, kinh sợ kêu một tiếng, chật chật, thật là không may mắn, lúc này sát suy lại bộc phát. Liếu kỳ lão tổ nhướng mày, mở miệng nói, ách, ách, chỗ sâu trong ít hầu Hàn Lập phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể chấn động kịch liệt, tiếp đó xương cốt toàn thân vang lên từng trận thanh âm nổ vang. Bên ngoài thân hắn, kim sắc quang mang chấp động sáng tối không ngừng, một tầng rậm rạp lân phiến màu vàng không ngừng hiển hiện ra, lại không ngừng biến mất đi, lặp đi lặp lại nhiều lần. Sát khí ẩn núp trong cơ thể tiểu tử này đang dần dần chiếm thế thượng phong, khống chế hắn chống đỡ thanh lôi tẩy sát trì trùng kích, nếu hắn không thủ vững thần trí, một khi thật sự bị sát khí khống chế sẽ lâm vào cuồng bạo, như vậy sẽ càng phiền toái lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng khôi phục lại được. Cái đầu cực lớn của Liễu Kỳ lão tổ ngẩng lên, ngữ khí ngưng trọng nói. Đề hồn nghe vậy, thần sắc càng khó coi, nàng do dự một rồi đưa tay điểm một cái lên mi tâm của mình, ra thịt chỗ đó tách ra hai bên, từ trong lộ ra một yêu mục màu đỏ sậm. Hừ, lão phu khuyên ngươi không nên vẽ vời cho thêm chuyện, lôi chỉ tẩy sát có chút cùng loại với thiên kiếp, người bên ngoài tốt nhất chớ nhúng tay. Nếu không sẽ dẫn tới thanh lôi công kích càng cuồng bạo, chẳng những người thân tử đạo tiêu, mà chủ nhân của ngươi cũng sẽ tẩy sát thất bại, dù cho may mắn không chết, cũng sẽ đánh mất tâm trí, triệt để biến thành hôi tiên. Liễu kỳ lão tổ hừ một tiếng, mở miệng nói, thân sắc đề hồn biến đổi liên tục, cuối cùng bàn tay buông xuống không thi pháp nữa, rồi thi lễ với đầu cửu vĩ thiên hồ kia, nói kính xin. Kính xin tiền bối giúp đỡ chủ nhân, chẳng phải lão phu đã nói rồi, người bên ngoài tốt nhất đừng nhúng tay vào. Trừ phi ngươi muốn hắn tẩy sát thất bại trong gang tấc, Liễu kỳ lão tổ nhìn đề hồn một cái, lạnh giọng nói. Thế nhưng, đề hồn có chút trần chờ nói, lão phu ngược lại có thể lập tức cưỡng ép đem hắn ra khỏi lôi trì. Nhưng điều này tuyệt không phải là điều hắn muốn, bởi vì tu hành đại đạo, cơ duyên vốn tồn tại cùng phong hiểm, chỉ có trực tiếp đối diện, đập nồi dìm thuyền, không phá thì không xây được, mới có thể trở thành một trong vạn người. Mặc dù ta gặp chủ nhân ngươi vẻn vẹn chỉ một lần, nhưng cũng thấy được tâm trí mạnh mẽ của hắn người thường khó có thể đạt được. Liễu kỳ lão tổ chậm rãi nói, đề hồn cắn chặt bờ môi, cố nén tâm tình ngồi trở lại chỗ cũ, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thân ảnh trong lôi chỉ kia. Hy vọng tiểu tử này có thể thành công, lão phu đợi nhiều năm như vậy mới có một cơ hội ngàn năm một thuở, một khi bỏ qua, hắc hắc, cả đời này chỉ sợ vô vọng rồi. Liễu kỳ lão tổ thu hồi ánh mắt, miệng thì thào chỉ bản thân lão nghe được. Nhưng vào lúc này, theo thanh âm nặng nề ầm ầm truyền đến, bốn phía trên vách tường không ngừng có đá vụn lăn xuống, lay động từng đám bụi mù. Tẩy sát chỉ vốn ngăn cách với ngoại giới, lúc trước không thể nào nghe được động tĩnh bên ngoài, giờ phút này lại có từng trận thanh âm ầm ầm không ngừng truyền vào. Ô, chẳng lẽ là cửu u tộc bên kia lại có tiếp viện? Lão hàng xóm vẫn một mực không thể gặp mặt đã thoát khốn triệt để. Tại sao động tĩnh càng lúc càng lớn như vậy? Tiểu tử ngươi nếu không tranh thủ thời gian, sẽ thật phiền toái, vẫn phải giúp đỡ hắn một chút. Liếu kỳ lão tổ trầm ngâm một lát, thở dài một tiếng nói. Dứt lời, lão há lớn miệng phun ra một đạo ô quang trong nháy mắt đánh vào viên châu màu xanh phía trên chỉ thấy viên châu chấn động kịch liệt quang mang nhộn nhạo phía trên lập tức tăng vọt gấp mấy lần dẫn tới lôi điện màu xanh oanh kích lên đó kịch liệt lôi điện trong lôi chỉ bị lão lôi kéo ra áp lực ba người ở trong ao cũng theo đó giảm bớt rất nhiều trong đám người thì hồ tam vốn tích lũy sát khí ít nhất giờ phút này đau đớn quanh thân lập tức giảm đi không ít khí thức trên thân cũng dần dần vững vàng theo tình hình này thì trục xuất hết sát khí trong cơ thể bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thạch Xuyên không tuy có thể cảm nhận áp lực trên người mình giảm bớt không ít, nhưng tâm thần cũng không dám buông lỏng, sát suy trong cơ thể gã mặc dù không bộc phát kịch liệt như hàn lập, nhưng đồng dạng cũng hung hiểm muôn phần. Tuy liếu kỳ lão tổ dẫn dắt lôi điện rời đi không ít, chẳng qua chỉ giúp hàn lập giảm bớt một phần nhỏ thống khổ bên ngoài, tình huống của hắn vẫn như trước không hề lạc quan. Giống, chỉ nghe hàn lập gào lên một tiếng cuồng nộ, quanh thân không ngừng thoáng hiện các màu lưu quang, vàng ròng, màu xanh, màu bạc, bên ngoài thân bắt đầu hiện ra từng đạo hư ảnh cực lớn, sơn nhạc cử viên, ngân xí côn bằng, ngũ thải phượng hoàng, ngũ sắc khổng tước. Từng hư ảnh thoáng hiện trông rất sống động, trong cơ thể lại có nhiều huyết mạch chân linh hỗn tạp như vậy, lại vẫn có thể sống sót bình yên vô sự, tiểu tử nhân tộc này thật là có ý tứ. Chỉ là huyết mạch hỗn tạp như thế, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Liếu kỳ lão tổ nhìn các loại hư ảnh chân linh thoáng hiện không ngừng, nhíu mày thì thào. Giờ phút này Hàn Lập tự nhiên không nghe được lời lão nói, trong thức hải hắn tựa như thiên địa đảo ngược, nhấc lên sóng gió động trời không ngừng va chạm với ngự phong chấn thần phù đã hiển hóa ra tòa tuyết phong nguy nga kia. Tuyết phong đang chấn động kịch liệt, từ trong không ngừng tản mát ra từng vòng bạch quang nhu hòa, ý đồ giảm bớt kích động trong thức hải Hàn Lập. Nhưng mà, những vòng bạch quang kia đánh tới sóng lớn thức hải trong nháy mắt đều nhao nhao tán loạn ra, căn bản không có bao nhiêu tác dụng, mà cùng lúc đó, phía trên thức hải răng đầy mây đen, hắc khí cuồn cuộn áp xuống, dĩ nhiên là một bộ dạng sát khí cường đại hung hiểm muôn phần. Bên ngoài thức hải, trung quanh khuôn mặt hàn lập xuất hiện lưu quang dị sắc, các màu hư ảnh chân linh hiển hiện càng nhanh hơn, cơ bắp trên thân bắt đầu không tự chủ được phồng lên, trên cánh tay hiện lên kim lân muốn hóa thành sơn nhạc cử viên, trước ngược lại lượn lở áo giáp thanh quang huyền quy, sau lưng càng có ngũ thải quang mang thoáng hiện, gần như muốn sinh ra đuôi dài khổng tước. Liễu kỳ lão tổ thấy thế, rốt cuộc thần sắc có chút thay đổi, với phán đoán của một đạo tổ như lão, bây giờ Hàn Lập đã nỏ mạnh hết đà, bất luận nhục thân hay là thần hồn, cơ hồ đã đến biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi. Lão lo lắng nếu tình thế lại tùy ý phát triển tiếp như thế, gia hỏa nắm giữ thiên hồ hóa huyết đao này chẳng những mất đi thần trí, mà cũng có khả năng bạo thể mà chết, thậm chí hai khả năng trên cũng có thể đồng thời xảy ra. Nếu như vậy, cơ hội mượn tay hắn thoát khỏi giam cầm cũng triệt để biến mất. Trong lúc lão hồ ly do dự có nên để bốn tòa lôi chỉ đồng thời hàng phạt, cưỡng ép kéo hàn lập ra rồi nghĩ biện pháp khác trợ giúp lão thoát khốn trên thân hàn lập lại đột nhiên nổi lên ba động khác thường trong thức hải hắn một tiểu nhân nguyên anh màu vàng đang nhắm mắt ngồi xếp bằng như người tu luyện đột nhiên nó kết một cái pháp quyết cổ quái không thấy tiểu nhân nguyên anh mở miệng nhưng lại có từng đợt thanh âm ngâm tụng rất nhỏ vang lên quanh quẩn trong thức hải âm thanh này có lực lượng xuyên thấu vô cùng tuy sóng gió trong thức hải vẫn cuồng bạo như cũng nhưng không thể che lấp hết nội dung thanh âm kia chính là khẩu quyết luyện thần thuật tầng thứ năm Mỗi chữ mỗi tiếng mỗi câu, lúc mới bắt đầu cực kỳ chậm chạp, tựa hồ cũng không có bao nhiêu lực lượng, nhưng theo ngữ điệu càng lúc càng nhanh, thanh âm càng ngày càng dồn dập, thanh âm này tựa như tràn đầy ma lực, bắt đầu chấn động lên từng trận sóng âm. Chính Hàn Lập cũng không biết là gì, trong lúc hung hiểm nhìn cân treo sợi tóc, lúc trước hắn tu luyện tầng thứ 5 luyện thần thuật gặp bình cảnh, giờ lại như nước chảy thành sông đã phá vỡ, từng cỗ lực lượng thần thức cường đại hiện ra các nơi trong thức hải, bắt đầu trấn áp cỗ bạo động trong thức hải kia những sát khí xâm nhập trong thức hải hắn cũng bị cỗ lực lượng mới sinh ra này bước lui từng điểm, không tiếp tục bị ăn mòn nữa. Thời gian dần qua, huyết sắc trong mắt Hàn Lập bắt đầu biến mất, mưa to gió lớn trong thức hải dần dần ngừng lại, thần trí cũng theo đó dần dần khôi phục thanh minh. Không biết qua bao lâu, trong miệng hắn phun ra một ngụm trọc khí, tiên linh lực trong cơ thể vận chuyển một chút, thủ liếm huyết mạch chân linh và các dị tượng bên ngoài vào, cơ thể không tự chủ được cảm thấy một hồi hư thoát. Bất quá lúc này sát suy bộc phát, cuối cùng đã bị hắn tạm thời chấn áp. Liễu kỳ lão tổ vốn đang còn đắn đo suy nghĩ, thấy vậy, lúc đầu hơi ngẩn ra, tiếp đó thần sắc khẽ động, có chút động dung cùng khiếp sợ. chương 759, chém xích, trải qua chừng một nén nhang, cả ba người Hàn Lập dần dần quen với cơn đau đớn từ lôi điện màu xanh mang đến, sau đó lại phát hiện sát khí màu đen trong khiếu huyệt trên người đã không còn dày đặc như lúc đầu nữa, hơn nữa tốc độ tẩy sát lại chậm hơn rất nhiều. Đối với tình huống này, Hồ Tam cùng Thạch Xuyên không không khỏi âm thầm thở nhẹ ra. Trái lại Hàn Lập lại lo lắng hơn, sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng. Bởi vì đây không phải là dấu hiệu sát khí trong cơ thể hắn đã thanh trừ hoàn toàn, mà là hiệu quả tẩy sát của lôi trì màu xanh đã yếu lại. Không sai biệt lắm, tình hình mỗi tòa lôi trì mỗi khác, mức độ thanh trừ sát khí cũng khác nhau. Xem ra tòa lôi trì màu xanh này cũng chỉ có thể giúp các ngươi đến đây, nếu tiếp tục, cũng chỉ làm cho nhục thể các ngươi tổn thương mà thôi, không có hiệu quả gì lớn lúc này âm thanh liếu kỳ vang lên không phải trước đó tiền bối đã nói chúng ta tắm trong tòa lôi trì màu xanh này là có thể tẩy sát hoàn toàn sao hàn lập nhướng mày hỏi ai mà biết hai tên kim tiên nhỏ bé các ngươi lại ẩn chứa sát khí trong người nhiều như thế trên đường tu hành của các ngươi chỉ sợ vong hồn chết dưới tay các ngươi đếm không hết nhỉ liếu kỳ lão tổ nhếch miệng nói trong lòng hàn lập biết lão không nói ngoa thế là thân hình hắn liền nhảy lên rồi bay ra ngoài nhưng mà Thân hình hắn vừa lên thì lôi điện dưới người liền theo đuôi bay theo, rồi như một mảnh lưới lôi điện bao phủ cả người hắn, gắt gao cuốn lấy hắn mạnh mẽ kéo một cái, lại lôi hắn trở lại bên trong lôi trì. Hồ Tam cùng Thạch Xuyên không cũng thử một lần, nhưng cũng đều giống như nhau, tuy vậy so với Hàn Lập tựa hồ còn tốt hơn một chút. Sát khí trên mấy người bọn hắn vẫn chưa thanh trừ sạch sẽ, hiển nhiên lôi điện trong lôi trì vẫn theo bản năng mà tiếp tục công kích, khiến cho bọn hắn không thoát thân ra được. Tâm niệm Hàn Lập vừa động chân ngôn bảo luân trong người mau chóng nghịch chuyển, thân hình như một đạo lôi điện màu vàng, bất ngờ bắn ra. Thạch xuyên không bên kia cũng vận dụng bí thuật không gian từ đó đào thoát ra. Về Hồ Tam, bởi vì nhục thể hơi yếu, cũng là người thụ thượng nặng nhất trong ba người, thế lại y liền dựa vào tu vi thái ất ngọc tiên, cuối cùng cũng thoát ra ngoài. Sau khi ba người vừa hạ xuống đất, chợt thân hình cả ba đều lảo đảo một cái, thế là cả ba dối rít lần lượt khoanh chân ngồi xuống. Cả người Hồ Tam cháy đen một mảnh, khắp nơi trên người đều nứt toác lộ ra vết máu, còn trên mặt thì lại nở ra nụ cười vui mừng. Y lật tay lấy ra một viên đan dược thái ất cảnh tỏa ra mùi thơm lan tỏa bốn phía, rồi ném vào bên trong miệng một cái, nuốt xuống. Theo dược lực tan ra, vết máu trên người bốc lên từng tia khí trắng, vậy mà khép lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Kế bên cạnh, sắc mặt thạch xuyên không như thường. Nhưng trong mắt cũng lộ vẻ vui mừng, cũng đồng dạng lấy ra một viên đan dược rồi nuốt xuống, quanh người cũng tuôn ra mảng lớn xương mù màu đen, bao phủ cả người y vào bên trong. Còn Hàn Lập, quần áo trên người thì lại trở nên rách dưới, làn da đỏ hồng trên người đến hơn nửa ngày cũng không biến mất, để hồn đi tới bên cạnh tính hỏi thăm, nhưng hắn lắc đầu, ra hiệu mình không sao cả. Hắn không có lập tức phục dụng đan dược, mà nhắm mắt điều tức một lát, rồi cẩn thận vận chuyển công pháp tầng thứ 5 luyện thần thuật lại một lần, phát hiện bình cảnh lúc trước đã thật sự đột phá rồi, chỉ cần ngày sau chăm chỉ tu luyện, không bao lâu sẽ tiến đến đại thành. Sau đó, hắn cũng nuốt mấy viên đan dược xuống, rồi im lặng luyện hóa dược lực. Thời gian trôi qua ước chừng nửa nén hương, bọn người Hàn Lập đang điều tức chợt bị Liễu Kỳ lão tổ đánh thức dậy. Không phải là lão phu không cho các ngươi khôi phục, vì thời gian cấp bách. Các ngươi đã lén xông vào cấm địa cửu u tộc, tuy nhờ có tam vực hội minh gì đó mà âm thừa toàn mới không thể thoát thân ra được, thế nhưng khó đảm bảo là lão không phái người khác chạy đến đây, đến lúc đó các ngươi muốn tiếp tục tẩy sát hoàn toàn thì càng khó khăn thêm ánh mắt lão tổ liếu kỳ đảo qua ba người mở miệng nói ra không sai tuy bây giờ không có động tĩnh gì nhưng thời gian của chúng ta quả thật không còn nhiều hàn lập gật đầu nhẹ nói ra tam nhi đã là tu vi thái ất cảnh thì được rồi nhưng hai người các ngươi thì khác sát khí còn thừa trong cơ thể các ngươi đều chiếm giữ sâu bên trong tiên khiếu chỉ có tiến vào trong lôi chỉ màu tím phát ra uy lực thật mạnh mới có thể tẩy được cái này cũng cần tốn không ít thời gian cho nên hãy tranh thủ thời gian mà tiếp tục đi Ánh mắt liếu kỳ lão tổ rơi vào trên người Hàn Lập, nói ra. Đừng vội, dựa theo ước định trước đó, sau khi trừ bỏ sát khí, liền giúp tiền bối thoát khốn, tuy vậy mặc dù hiện giờ chưa hoàn toàn thanh trừ hết sát khí, nhưng hẳn là cũng đủ để giúp tiền bối chém đứt một sợi xiềng xích, lấy đó làm thành ý. Hàn Lập tự nhiên minh bạch ý tứ trong ánh mắt của lão, lập tức nói ra. Đã như vậy thì làm phiền vậy, trong mắt lão tổ liếu kỳ lóe lên vẻ hài lòng, gật đầu nhẹ, nói ra. Đối với chuyện này, Thạch Xuyên không cũng không có dị nghị gì, còn Hồ Tam thì càng mừng rỡ vô cùng. Chỉ cần bốn người chúng ta toàn lực thúc giục huyết đao là có thể sao? Hàn lập lật tay một cái, từ trong lòng bàn tay hiện ra một thanh trường đao phong cách cổ xưa, mở miệng hỏi. Ánh mắt lão tổ liếu kỳ đảo qua thanh trường đao trong tay Hàn lập, chợt đáy mắt lóe lên một vòng dị sắc không dễ dàng thấy được. Thúc giục tiên khí tam phẩm phát huy hết toàn bộ uy lực, cần một lượng tiên linh lực cực kỳ to lớn. Hy vọng lát nữa các người đừng có giữ lại, nếu mà sợi xích không đứt, có khả năng lôi ngao chi liên sẽ đưa tới cắn trả mạnh mẽ vô cùng, đến lúc đó không chỉ lão phu gặp phải khổ sở cực lớn, mà đến các ngươi cũng có thể sẽ bị thương nặng lão tổ liễu kỳ ngưng trọng nói ra. Con sẽ toàn lực ứng phó, hồ tam chắp tay nói ra, tiền bối yên tâm, lợi ích đôi bên, văn bối sẽ không phạm sai lầm. Thạch xuyên không cũng mở miệng nói, hàn lập không nói gì, chỉ quay đầu nhìn về phía đề hồn, rồi gật đầu nhẹ. Sau khi bốn người vừa điều tức xong, tay hàn lập cầm trường đao, đi tới phía trước, ba người còn lại thì đứng phía sau hắn thạch đạo hiếu trong tay hắn nhấc thiên hồ hóa huyết đao lên cao cả hai tay nắm chặt chuôi đao không sốt ruột thúc giục mà lấy tâm niệm liên hệ với thạch kinh hầu chờ trong chốc lát thạch kinh hầu cũng như cũ giống như đang rơi vào trạng thái ngủ say vậy không có đáp lại thạch đạo hiếu ta biết ngươi cùng với liễu kỳ lão tổ này có liên quan nhưng bất kể như thế nào hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay để vượt qua cửa ải này hàn lập lấy tâm thần liên hệ nói ra như cũ vẫn yên tĩnh hoàn toàn không có âm thanh đáp lại chút nào. Hàn lập nhướng mày cũng không nói nữa hai tay liền nắm chặt thiên hồ hóa huyết đao trên người phát ra ánh sáng một thân tiên linh lực cũng bắt đầu thuận theo kinh mạch trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào trường đao trong tay trên thân đao lóe lên ánh sáng màu đỏ tất cả đường vân trên thân đao cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng một cỗ khí tức huyết sát từ trên thân đao phát ra xung quanh mấy người hồ tam thấy vậy liền dối giết nâng trường lên đẩy ra phía trước người tiên linh lực trong người cũng nổi lên rồi tuôn ra, hòa vào trong cơ thể hàn lập, rồi mượn nhờ hai tay của hắn tụ vào trong thiên hồ hóa huyết đao. Ô, ô, n, g. Một trận âm thanh thật nhỏ từ trên thân đao truyền ra, hai tay hàn lập nắm chặt trường đao không ngừng rung động, từ đó tỏa ra từng tầng đao ảnh sáng ngời màu đỏ như máu, rồi trồng chất thành ngàn vạn tầng. Khí tức phát ra từ trên thân đao liên tục dâng cao, rất nhanh liền đạt đến mức độ chưa từng thấy trước đó. Hàn lập nhíu mày, trong lòng không nhịn được mà run theo, cảm thấy huyết khí trong người tựa hồ cũng bị ảnh hưởng bởi khí tức thân đao, như là có cảm giác máu huyết sôi trào cổ quái vậy. Khí tức của thanh đao rất đặc biệt, xem ra là có hiệu quả kích phát khí huyết, có thể tăng chiến lực thật lớn cho người sử dụng, các người không cần lo lắng, chỉ cần ra tay hết sức là đủ rồi. Lúc này, lão tổ liễu kỳ mở miệng nhắc nhở, hàn lập âm thầm kiểm tra một chút, liền phát hiện trong người quả nhiên không có dị trạng gì, vì vậy bắt đầu toàn lực rót tiên linh lực vào trong đao. Tiên linh lực không ngừng nhập vào trong, huyết quang trên thân đao càng phát ra rực rỡ, trong mắt của hai đầu hồ ly ở hai bên chuôi đao cũng sáng lên ánh sáng huyết sắc màu đỏ, làm cho người có cảm giác cả thân đao đã hoàn toàn biến đổi. Hai mắt hàn lập ngưng lại, trong miệng quát to một tiếng, sải chân bước về phía trước, liền tung đao chém xuống. Trong tích tắc, vô số đạo ánh đao màu máu cực lớn, thuận theo từ hư không tầng tầng chém xuống, một đao tiếp đến một đao chém xuống sợi xiềng xích màu xanh. Chanh, 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 từng đạo nối tiếp từng đạo, từ đó phát ra âm thanh sắc bén, làm sợi xiềng xích màu xanh chấn động dữ dội, phù văn màu xanh khắc trên sợi xích chợt nổ tung giống như ánh mặt trời. Ầm ầm, lôi trì màu xanh cũng lập tức như bị vỡ nồi, từ đó tất cả lôi quang phun trào lên, hóa thành một đạo lôi điện hình tròn thật lớn, thuận theo sợi xiềng xích màu xanh bắn nhanh ra, lao thẳng đến Liễu Kỳ lão tổ. Nhưng mà, điện quang hình tròn vừa tới chỗ ánh đao màu máu đang chém xuống, liền bị ánh đao chặn lại, hai đạo ánh sáng xanh đỏ va chạm dữ dội, làm cả hai đều rằng co với nhau. Nhanh, chặt đứt nó. Liễu Kỳ lão tổ quát to một tiếng, mấy người Hàn Lập cảm thấy quanh người chấn động dữ dội, tiên linh lực trong người giống như mất đi khống chế, điên cuồng tuôn ra, liên tục không ngừng nhập vào bên trong thiên hồ hóa huyết đao. Chỉ thấy huyết quang trên thân đao lại tăng vọt lần nữa, ngưng ra đao ảnh huyết sắc, giống như sức mạnh của vạn quân, liền chém xuống lôi điện hình tròn. Sắc mặt của mấy người Hàn Lập đều biến đổi, trong lòng không khỏi nổi lên sợ hãi, nếu mà theo tốc độ như vậy mà kéo dài, chỉ sợ chưa kịp chém đứt xiềng xích thì một thân tiên linh lực của bọn hắn đã bị cướp sạch không còn rồi đúng lúc đó chợt đầu hồ ly trên thiên hồ hóa huyết đao tỏa ra hào quang bất ngờ nổi lên một đạo hồ ảnh màu máu thật lớn rồi bỗng nhiên hiện ra ở trong hư không bổ nhào xuống nhập vào trong đao ảnh huyết sắc đao ảnh huyết sắc liền phát ra một tiếng hú từ hư hóa biến thành thực chất hóa thành một trường đao huyết sắc óng ánh chém mạnh xuống một cái một tiếng ầm vang thật lớn bất ngờ lôi điện hình tròn nổ tung vô số điện quang màu xanh như hai đóa pháo hoa trói mắt bắn ra hai bên, còn đường huyết quang ở giữa chợt lóe lên, rồi chém xuống xiềng xích màu xanh phát ra tiếng đứt gãy. Soảng soảng, một trận âm thanh xiềng xích rơi xuống đất vang lên, còn điện quang màu xanh thì lui về lôi trì, dung nhập vào trong đó. Được rồi, vẻ mặt hồ tam lộ vẻ vui mừng, kêu lên, hàn lập thì trao mày rồi thu lại trường đao, cẩn thận quan sát trường đao, hắn có chút không rõ. Vì sao ngay đúng thời khắc sống còn thì Thạch Kinh Hầu lại muốn ra tay tương trợ hắn chứ? Sao vậy, chủ nhân? Đề hồn đi tới bên cạnh người Hàn Lập, thấp giọng hỏi. Không có gì, thương thế ngươi khôi phục như thế nào rồi? Vừa rồi có ảnh hưởng đến không? Hàn Lập thu lại thiên hồ hóa huyết đao, hỏi. Không có, đề hồn lắc đầu, kha kha, tốt, rất tốt. Lão tổ liễu kỳ nâng đầu lên, không còn hình dáng lười biếng nằm dạp xuống như trước nữa, mà nhìn đoạn xiềng xích màu xanh từ trên người rớt xuống, phát ra từng đợt cười thoải mái thật to, làm toàn bộ đại sảnh chấn động không thôi đa tạ chư vị, các người hãy mau điều tức tiên linh lực đi, rồi lại tiếp tục tẩy sát. Cười xong, lão mới mở miệng, từ từ nói ra. chương 760, thần niệm phân thân, tu la thành, tại hội trường trụy hồ khu, đại hội tam vực hội minh vẫn đang tiếp tục tiến hành. Bởi vì biến cố lúc trước, các đại vực chủ ít có người mở miệng nói chuyện, bầu không khí trong hội trường có chút trầm lặng. Âm thừa toàn với tư cách chủ nhà, tuy giờ phút này trong lòng phiền muộn vô cùng, nhưng vẫn phải ứng phó tình cảnh ở trên, trên mặt gã cố nặn ra vẻ tươi cười, đang muốn mở miệng nói gì đó. vào thời khắc này, giới chỉ màu xám đeo trên ngón út tay trái gã chật siết chặt. trên mặt nhẫn mình khắc bốn đạo hoành văn màu xanh, tím, bạc, kim, trở đạo hoành văn màu xanh từ từ mở đi, biến thành màu xám. vẻ tươi cười trên mặt âm thừa toàn trong nháy mắt ngưng kết lại, trên chán lóe lên gân xanh, bất quá lập tức biến mất. thân sắc biến hóa trên mặt gã mặc dù chỉ trong chớp mắt, nhưng mọi người tại đây tu vi bực nào hầu như đều nhìn thấy, trong lòng khẽ động. Âm vực chủ, thoạt nhìn khí sắc người tựa hồ không tốt lắm, chẳng lẽ những ngày qua vất vả quá độ. Đuôi lông mày Hoàng Phủ Ngọc nhảy lên, mở miệng hỏi. Không có gì, đại hội đã đi đến lúc này, cuối cùng có chút thành quả, cũng không uổng phí chư vị từ vạn dặm xa xôi chạy đến nơi này. Âm thừa toàn nói ra nhàn nhạt, âm vực chủ nói quá lời, đại hội lần này mang ý nghĩa trọng đại, liên quan đến tiền đồ hưng suy trong tương lai của hôi giới chúng ta, Tất cả chư vị đang ngồi ở đây đều là chủ sự của vực mình, tới đây vốn là bổn phận của mỗi người." Tiêu Bất Dạ vừa cười vừa nói, "Đúng rồi, sự tình bên trong Tẩy Hồn khu bên kia đã có kết quả chưa? Không bằng nói cho mọi người chúng ta nghe một chút." Hoàng Phủ Ngọc chuyển chủ đề, hỏi, "Bên trong Tẩy Hồn khu xảy ra biến cố nho nhỏ, cũng không nhọc Hoàng phủ cung chủ quan tâm, chúng ta còn phải tiếp tục tổ chức đại hội. Hôm nay là ngày biểu quyết đầu tiên, đã thương thảo vài ngày trước, tin rằng các vị đang ngồi tại đây đều đã có quyết định, kế tiếp chư vị cứ biểu quyết thoải mái đi. Sắc mặt âm thừa toàn đã khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Ánh mắt Hoàng Phủ Ngọc chấp lên, quay đầu nhìn thoáng qua tiêu bất giả. Dạ. Tiêu bất giả dạ cũng nhìn lại, hai người trao đổi ánh mắt một chút, trong mắt đều hiện lên một tia dị sắc. Mà âm thừa toàn vừa dứt lời, một khối ngọc bội màu xám dưới vạt áo bên hông lão chợt im lặng vỡ vụn ra. Trong một tòa đại sảnh rộng lớn bên trong một chỗ tu la thành. Nơi này thoạt nhìn là một nơi để tiếp khách, trong sảnh bố trí một cái bàn và ít đồ dùng cổ kính trang nhã, thoạt nhìn thoải mái dễ chịu. Trung quanh đại sảnh chấp động một tầng sương mù hôi quang, hình thành một quang mạc màu xám, bao phủ cả đại sảnh vào trong. Tại trung tâm sảnh, có hai thân ảnh ngồi đối diện nhau, một người trong đó là một lão giả dâu tóc trắng trên 80 tuổi, chính là đạo tổ thiên đình Phùng Thanh Thủy, lão đang cúi đầu thưởng thức trà. Một người khác trong bộ hôi sam, môi dày mặt lạnh, nhìn qua rõ ràng là một gã âm thừa toàn khác bất quá thân hình âm thừa toàn có chút phiêu đáng, giống như một đám khói xanh tựa hồ không phải là thực thể ngay lúc đó trên thân âm thừa toàn lóe lên hôi quang thân sắc đột nhiên trở nên âm trầm vô cùng như là mây đen kéo đến trước bão tố âm đạo hiếu đã xảy ra biến cố gì sao phùng mẫu ngồi ở đây uống trà cũng quá lãng phí thời gian đi nếu người có gì khó khăn phùng mẫu nguyện ý xuất thủ tương trợ thực lực thần niệm phân thân này của ngươi có hạn chưa hẳn có thể tạo ra tác dụng gì ánh mắt phùng thanh thủy chấp lên đặt chén trà trong tay xuống chậm rãi nói ra đa tạ phùng đạo hữu quan tâm bất quá tình huống hiện tại còn trong phạm vi khống chế của ta cũng không nhọc phùng đạo hữu phí tâm cứ an tâm ở đây thưởng thức trà là được âm thừa toàn nói như thế âm đạo hữu chúng ta chính là minh hữu cùng chung lợi ích các hạ hà tất đề phòng xâm nghiêm với ta như thế lông mi trắng của phùng thanh thủy nhíu một cái hơi bất mãn nói ra thời điểm cần các hạ giúp ta sẽ mở miệng trước đó kính xin các hạ tiếp tục ở lại đây tĩnh tọa thưởng thức trà là được âm thừa toàn hừ một tiếng nói nhàn nhạt một câu thân hình nhoáng một cái liền tiêu thất trong hư không quang mạc màu xám chung quanh đại sảnh hơi ba động đột nhiên dày thêm gấp mấy lần phùng thanh thủy thấy cảnh này mặt lộ một tia cười lạnh lần nữa bưng chén trà lên trong mắt lại hiện lên vẻ trầm ngâm bên trong tẩy sát trì đám người hàn lập trợ giúp liếu kỳ lão tổ chặt đứt một dây xích sau đó liền khoanh chân ngồi xuống tại chỗ nhao nhao lật tay lấy ra các loại đan dược khôi phục ăn vào mỗi người tự lấy ra tiên nguyên thạch tiến hành khôi phục tại trung tâm lôi trì trên thập tự giá khổng lồ lúc này liếu kỳ lão tổ đã khép hai mắt lại một tay bấm niệm pháp quyết trong miệng nói lẩm bẩm tựa hồ đang chuẩn bị làm cái gì đó từ lúc lôi xích màu xanh bị chặt đứt khí tức trên thân lão tỏa ra càng thêm mạnh mẽ nhưng ngay lúc này hai mắt lão bỗng nhiên mở ra nhìn lại một chỗ trên vách tường chỉ thấy chỗ đó có hơn trăm khối tinh thạch màu trắng vốn bóng loáng không dấu vết, đột nhiên mặt ngoài nổi lên một tầng u quang, tiếp đó mặt ngoài hiện ra từng vòng phù văn, nhanh chóng xoay tròn, tiếp đó một thân ảnh tối tăm mờ mịt dần dần hiển hiện ra, thoạt nhìn có chút vặn vẹo, cũng không phải là thực thể. Thân sắc đám người Hàn Lập bỗng nhiên biến đổi, đều đứng lên. Sư Tôn, thân thể đề hồn run lên, nhìn bóng người màu xám trên không trung, trong mắt hiện lên một tia cực kỳ phức tạp, trong miệng kinh hô một tiếng. Đề hồn, người nói đây là cửu u vực chủ âm thừa toàn. Trong lòng Hàn Lập dùng mình, thấp giọng hỏi, không chờ đề hồn trả lời, thân ảnh màu xám kia bỗng nhiên quay đầu nhìn sang đám người Hàn Lập. Hàn Lập liền cảm thấy trước mắt đột nhiên tối đen, trong đầu một cỗ man lực vô hình phá không kéo tới, ngự phong chấn thần phù biến thành tòa tuyết phong nguy nga chấn động kịch liệt, sau đó tan vỡ ầm ầm. Hắn cảm thấy thần hồn trong đầu chấn động không ngớt, đầu váng mắt hoa, hầu như muốn ngất đi. Luyện thần thuật, Hàn Lập hoảng sợ, trong lòng hét lớn một tiếng, lập tức vận khởi luyện thần thuật. Lực lượng thần thức trong đầu vận chuyển lên, chân áp thần hồn rung động lắc lư. May mắn luyện thần thuật của hắn vừa mới tiến triển, hầu như đạt đến tầng thứ 5 đại thành, từng cỗ lực lượng thần thức khổng lồ bao trùm tầng tầng lớp lớp thần hồn, kiệt lực chân áp, sốt cuộc miễn cưỡng ổn định lại. Cùng lúc đó, trước người hắn chấp động tinh quang, từng sợi thần niệm xiềng xích hiển hiện ra, đan vào thành một cái lưới lớn, chống lại cổ man lực vô hình này. Bất quá cổ man lực vô hình này thực sự quá lợi hại, xung động thuận theo lưới lớn thần niệm xiềng xích truyền đến trong đầu của hắn. Trong đầu Hàn Lập rung động lắc lư, toàn bộ cơ thể loạn choạng lui về phía sau, vậy mà thân thể không đứng vững được. Bên kia, thân thể Thạch Xuyên không cũng run lên mãnh liệt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Gã khẽ quát một tiếng, đỉnh đầu lóe lên ngân quang, một tiểu khóa màu bạc lăng không hiện ra, nở rộ từng vầng sáng màu bạc trói mắt, bảo vệ đầu của gã, đồng thời thân hình bay ngược ra đằng sau. Bất quá tiểu khóa màu bạc run lên kịch liệt, thân khóa liền giặc giặc một tiếng, hiện ra một vết sạn, ngân quang tản mát ra nhanh chóng ảm đạm xuống. Sắc mặt thạch xuyên không lần nữa biến đổi, há miệng phun ra một đoàn tinh huyết, lóe lên chui vào trong tiểu khóa màu bạc, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết như bánh xe. Tiểu khóa màu bạc tản mát ra quang mang thoáng sáng ngời, Nguyễn cưỡng tiếp tục bảo vệ đầu của gã, nhưng chấp động kịch liệt, tùy thời có khả năng bị dập tắt. Trong ba người thì Hồ Tam phản ứng nhanh nhất, âm thừa toàn vừa nhìn qua, thần sắc y lập tức cuồng biến, thân hình bắn ngược lui sau, đồng thời hai tay nhanh chóng huy động. Lần lượt từng cái phù lục màu trắng từ trong tay bay ra, lóe lên hóa thành tầng tầng quang mạc màu trắng hơi mờ, ngăn cản trước người y. Trong nháy mắt, y liền ném ra hơn 10 cái phù lục, hóa thành hơn 10 tầng quang mạc. Chỉ là quang mạc màu trắng vừa mới hình thành, liền bị đả kích hủy diệt, hơn 10 tầng quang mạc lập tức vỡ vụn ra từng khúc. Khóe mắt Hồ Tam run rẩy, hai tay không ngừng huy động liên tục, từng đạo phù lục màu trắng từ trong tay y bay ra, trong nháy mắt lại bay ra hơn 10 cái. Từng vòng quang mạc màu trắng hiển hiện liên tiếp trước người y, nhưng lần nữa bị một cỗ man lực vô hình đánh nát, hơn nữa lần này tốc độ quang mạc vỡ vụn nhanh hơn, dường như sóng dữ quét qua, hơn 10 tầng quang mạc trong nháy mắt bạo liệt ra. Sắc mặt hồ tam trắng bệch, thân hình bắn ngược ra sau nhanh hơn. Trong bốn người, chỉ có đề hồn không bị công kích, thần sắc phức tạp đứng ở một bên. Hạc hạc, âm thừa toàn ngươi lại phái một cỗ thần niệm phân thân tới chỉ tiếc là đã muộn một bước vào thời khắc này thanh âm liếu kỳ lão tổ cười to từ bên cạnh truyền đến một cỗ tiếng gầm cuồn cuộn cuốn tới hầu như ngưng tụ thành thực chất ngăn ở trước mặt ba người hàn lập một tiếng nổ mạnh ầm vang hư không trước ba người hàn lập đột nhiên run lên từng vết nứt không gian lăng không hiện ra như mạng nhện lan tràn ra chung quanh toàn bộ đại sảnh đung đưa giống như địa chấn bốn phía vách tường hiện ra từng vết sạn. Áp lực ngập trời mà ba người Hàn Lập chịu đựng lập tức buông lỏng, liền lui lại mấy bước, rồi mới miễn cưỡng đứng vững thân thể, trong mắt đều hiện lên vẻ sợ hãi. Chỗ mi tâm liếu kỳ lão tổ đại phóng tinh quang, chấp động trên không trung cuồn cuộn, ngưng tụ thành một nam tử trung niên mặc cẩm bào xám trắng, eo buộc dây thắt lưng lông cáo. Người này đứng chắp tay trước ba người Hàn Lập, làm cho người ta cảm giác một loại uy thế khinh thường thiên địa. Âm thừa toàn, nếu chân thân người tới đây, ta hiện tại chưa thoát khốn, có lẽ còn kiêng kỵ một chút, bất quá ngươi chỉ phái tới một cỗ thần niệm phân thân ở trước mặt ta lại dám đả thương người không khỏi quá mức khinh thường a à. trung niên nam tử cười lạnh nói sắc mặt âm thừa toàn hơi trầm xuống cũng không lập tức động thủ rời ánh mắt nhìn về phía để hồn một bên lạc nhi người thật to gan vậy mà dám mang những người này tiến vào tẩy hồn khu không chỉ thả ra thái cổ hỗn hầu lại còn thả ra tên liếu kỳ này người có biết những chuyện này sẽ gây tổn thương lớn đến cửu u tộc không âm thừa toàn trầm giọng khiển trách sư tôn Đệ tử bất tài, đệ tử chỉ muốn dẫn hắn đến tẩy sát chỉ tẩy thoát sát khí trong cơ thể, cũng không có ý muốn ra hại cửu u tộc. Hắn cũng giống như vậy, chỉ là muốn tẩy đi sát khí, cũng không có ý đối địch với cửu u tộc. Đề hồn nghe vậy thân thể mềm mại run lên, nhìn hàn lập một cái, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Người chính là chủ nhân trước kia của Lạc Nhi, hư, chỉ là một kim tiên, lá gan cũng không nhỏ. Bất quá nhìn tình cảm của Lạc Nhi, ta có thể không truy cứu lỗi người tự tiện xông vào tu la thành, người đi đi. Âm thừa toàn quay đầu nhìn hàn lập một cái, đột nhiên bấm niệm pháp quyết phung lên. Cấm chế trên cửa đá đại sảnh trước mặt lóe lên quang mang, ầm ầm một tiếng, lập tức từ từ mở ra, vậy mà thật sự gã muốn thả hàn lập ly khai. Hàn lập thấy cảnh này, thần sắc lộ ra một tia trầm ngâm, tựa hồ có chút động tâm. chương 761, tình thầy trò, lệ đạo hiếu, lão đang muốn chia cách chúng ta. Ngàn vạn lần đừng có chúng mưu kế của lão tặc này hiện giờ cả tu la thành đã giới nghiêm cho dù bây giờ ngươi có rời đi chăng nữa sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt lại kế hoạch lúc này là chỉ có cách cứu lão tổ ra mà thôi rồi mượn lực lượng của lão nhân ra người từ đó chúng ta mới có thể chạy thoát được hồ tam vội mở miệng nói ra hàn lập nhìn hồ tam một cái ánh mắt có chút lay động không biết đang suy nghĩ gì đang tính toán sao ngươi cho là có thể được như vậy hiện giờ tình hình trong tu la thành chắc hẳn các ngươi cũng đã biết rõ Căn bản là không có khả năng đi đuổi bắt các ngươi, trong mắt của ta, mấy tên kim tiên các ngươi được coi là cái gì chứ? Nếu ngươi vẫn chưa yên tâm, thì ta sẽ cho các ngươi một tấm cửu u lệnh." Âm thừa toàn từ Tốn nói, trong lúc nói chuyện, lão nhấc một tay lên, ngón tay khẽ động, từ đó bắn ra một đạo ánh sáng màu đen, hạ xuống trước người của Đề Hồn, đó là một tấm lệnh bài được chế tạo từ kim loại nào đó không biết tên. Liếu Kỳ lão tổ thấy vậy, lông mày cũng hơi nhíu lại. "Chủ nhân cấm chế cả tòa tu la thành này nhìn như giải rác khắp nơi, nhưng kỳ thật tất cả cấm chế đó đều là hạch tâm của cả một tòa đại trận siêu cấp. Cửu U lệnh chính là bảo vật được luyện chế ra để ra vào tòa đại trận siêu cấp kia, toàn bộ cửu U tộc cũng chỉ có 5 tấm. Có vật này, ta có thể nắm chắc mở ra hơn phân nửa cấm chế trong tu la thành. Đề hồn tiếp lấy tấm cửu U lệnh, rồi truyền âm nói với Hàn Lập. Lúc trước lệ mộ đã tham dự phá hủy cấm chế giam giữ hỗn hầu, tình hình ở đây cũng một phần bắt nguồn từ ta, vừa rồi các hạ còn muốn giết ta, vậy sao lúc này lại thay đổi nguyện ý thả ta rời khỏi đây chứ hàn lập nghe vậy trong mắt hơi híp lại mở miệng hỏi hư nếu là ngày thường từng người các ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này tuy nhiên mục đích của ta lúc này chỉ có mỗi liếu kỳ vừa nãy ngươi có thể ngăn được một kích của sợi thần niệm phân hồn ta cũng coi như có chút thực lực ta sẽ tha cho ngươi một mạng cũng là muốn tránh đi biến cố không mong muốn âm thừa toàn lạnh lùng nói ra các hạ nói thật là thẳng thắn và thành thật chẳng qua thật xin lỗi Trước đó ta đã đáp ứng Liễu Kỳ tiền bối, sẽ giúp lão một tay, chỉ có thể từ chối lời đề nghị của các hạ." Hàn Lập cười nhạt một tiếng, nói, "Hồ Tam nghe vậy, sắc mặt thả lỏng, đôi lông mày của Liễu Kỳ lão tổ cũng giãn ra, chỉ có vẻ mặt của Đề Hồn vẫn còn khẩn trương. "Tiểu tử, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nếu như vậy thì ngươi hãy ở lại đây đi." "Lạc Nhi, ngươi cũng đã thấy rồi đấy, cũng không phải là vi sư có lòng dạ độc ác, mà là người này muốn tự tìm đường chết. Ngươi rời đi trước đi." miễn cho lát nữa lại liên lụy đến ngươi sắc mặt âm thừa toàn lạnh lẽo hai tay vung lên bấm niệm pháp quyết pháp trận cực lớn trên mặt đất bất ngờ tỏa sáng một tia sáng trắng từ đó tuôn ra ngoài liền bao phủ cả người đề hồn lại rồi mang nàng bay ra bên ngoài mặt mũi đề hồn lo lắng vô cùng đang muốn nói cái gì đó chỉ là ánh sáng màu trắng bao vây nàng phát ra uy lực mạnh mẽ khiến nàng không rung lắc được chút nào cũng không có một tiếng động nào truyền ra được cả tuy nhiên ngay lúc đó một đạo bóng xám hiện lên như lôi điện quấn lấy thân thể đề hồn, không ngờ đó là một cái đuôi hồ ly. Âm thừa toàn thấy vậy biến sắc, thân hình như lôi điện nhào tới, nhóm một cái đã xuất hiện trên đỉnh đầu của liễu kỳ lão tổ, một quyền nộ kích đánh xuống. Một quyền của lão đánh ra, trên nắm tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong ánh sáng màu xám còn mơ hồ hiện ra một đầu mặt quỷ dữ tợn to bằng cả gian phòng, trong miệng phát ra tiếng kêu lập cập vô cùng chói tai. Âm thanh này chói tai vô cùng, xuyên thẳng cả thần hồn, tản ra một cỗ khí thức tử vong nồng đậm, giống như ác quỷ địa ngục đang nhe răng cười, làm cho người ta vừa nghe xong có cảm giác như bị kéo xuống địa ngục. Ba người hàn lập, hồ tam, thạch xuyên không nghe âm thanh này, thần hồn trong đầu rung động dữ dội, thậm chí có cảm giác như muốn rối loạn. Hai chân trước của liễu kỳ lão tổ vung lên trên mặt đất, từng đạo hào quang màu xám trắng bắn ra, trong nháy mắt hóa thành một lồng ánh sáng màu xám trắng như quả trứng gà, bao phủ cả bọn người hàn lập và cả bốn tòa lôi trì vào trong lồng ánh sáng vừa ra âm thanh lập cập kỳ quái liền lập tức giảm bớt đi cùng lúc đó hư ảnh nam tử trung niên kia nhoáng một cái liền lăng không xuất hiện trên lồng ánh sáng ngăn cản âm thượt toàn muốn ra tay với bọn hắn trước tiên hãy qua cửa ải của ta đã nam tử trung niên cười hạc hạc một tiếng hai tay bấm niệm pháp quyết một cỗ tinh quang sám trắng từ trên người lão bay ra xoay tít một vòng rồi hóa thành một cây bổng ảnh thô to dài vài chục trượng hư ảnh hai đầu bổng ảnh quay quanh như rồng như rắn phát ra một cỗ dao động lực lượng thần hồn vô cùng trầm trọng, rồi nghênh đón nắm đấm của âm thừa toàn. Một tiếng vang ầm ầm thật lớn, giữa không trung, bổng ảnh cùng nắm đấm va chạm nhau ầm ầm, ngay vị trí va chạm phát ra hào quang chói mắt như mặt trời, từ đó bộc phát ra cỗ ba động thần thức như thực chất, làm cả hư không xung quanh vặn vẹo điên cuồng, giống như một tấm gương vỡ vụn ra. Lồng ánh sáng xám trắng cũng bị ảnh hưởng rung động không thôi, phát ra âm thanh nổ tung đùng đùng, hình thành từng luồng hơi nước màu trắng mịt mờ lan rộng ra bốn phía chẳng qua lồng ánh sáng xám trắng lại cực kỳ chắc chắn cũng không có vỡ nát mà rất nhanh ổn định lại giữa không trung sau một kích thân thể nam tử trung niên cùng âm thừa toàn bị dư chấn bay ngược về phía sau cả hai giao thủ nhanh như thiểm điện lúc này cả ba người hàn lập mới kịp phản ứng cùng lúc phát ra tiếng kêu đau đớn khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi ba người nhìn nhau trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ liếu kỳ người ra tay đối phó với một tiểu bối không thấy mất thân phận sao âm thừa toàn ổn định thân hình lại không tiếp tục ra tay mà gầm lên một tiếng chật chật nghe được lời chính nghĩa phát ra từ miệng âm vực chủ thật đúng là hiếm thấy ta và ngươi đã tranh đấu không biết bao nhiêu năm tháng sớm đã hiểu rõ nhau ngươi cho là ta không nhìn thấy ý đồ của ngươi sao Liễu kỳ lão tổ đứng trên mặt đất cười lạnh một tiếng đuôi hồ ly đang cuốn lấy để hồn hơi xiết lại ánh sáng màu trắng quanh người đề hồn lập tức vang lên một tiếng rắc rắc rồi vỡ vụn ra đuôi hồ khẽ động vòng quanh người đề hồn Kéo đến gần bên cạnh Liếu Kỳ lão tổ, vốn đề hồn còn đang ra sức giấy ruột, chợt nghe nói vậy, từ từ ngừng lại. "Ngươi nói vậy là có ý gì? Con ngươi âm thừa toàn hơi co lại khó nhận ra, vội nói: "Tiểu cô nương, bản thể của ngươi chính là hình thú sao? Nếu ta đoán không sai, sau khi âm thừa toàn thu ngươi làm đồ đệ, lão liền dốc lòng hết sức bồi dưỡng ngươi, thậm chí là bắt người các tộc giết lấy hồn, cung cấp cho ngươi thôn phệ tăng cao tu vi, đúng không?" Liếu Kỳ lão tổ lường âm thừa toàn trong mắt lóe lên một tia trào phúng, lập tức nhìn Đề Hồn hỏi: "Không sai, sư tôn đối với ta ân trọng như núi." Đề Hồn nhìn Âm Thừa Toàn một cái, nói ra: "Vậy ngươi có biết vì sao sư tôn của ngươi lại sủng ái ngươi như vậy không? Vì tăng tu vi của ngươi lên mà làm bất kể thứ gì." Âm Thừa Toàn là dạng người gì, tin tưởng ngươi cũng không phải là không biết a. À. Liếu Kỳ lão tổ không để ý lời nói của Đề Hồn, mở miệng nói ra lần nữa. Sắc mặt Đề Hồn mơ hồ tái nhợt, há hốc miệng tựa như muốn nói cái gì nhưng lại không nói gì được những nghi hoặc này nhiều năm qua nàng đã nhiều lần nghĩ tới chẳng qua âm thừa toàn tốt với nàng vô cùng nên nàng không muốn để sự nghi ngờ này trong lòng mỗi lần nàng nghĩ đến nó liền lập tức tránh né bây giờ bị liếu kỳ lão tổ đặt câu hỏi ngay trước mặt cuối cùng muốn tránh cũng không tránh được hàn lập nghe vậy trong lòng hơi động kỳ thật ngay khi hắn đến đây cũng đã nghe được vị đệ nhất đạo tổ âm thừa toàn chấp trưởng cửu u vực này trời sinh tính thích giết chóc lại giỏi dùng đủ loại thủ đoạn gian trá ép buộc các trung tiểu vực còn lại quy thuật, cho nên ngay cả tu sĩ đại la cảnh trong cửu u tộc cũng phải kính sợ lão, nhìn thế nào cũng không giống như là một lương sư thu một kẻ ngoại tộc làm đồ đệ, rồi bồi dưỡng thành tài. Chẳng qua là lúc đó tình hình khẩn cấp, mặc dù trong lòng hắn còn có nghi vấn, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều đến nó, bây giờ xem ra lại là. Giữa không chung, vẻ mặt âm thừa toàn thản nhiên, nhưng trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Chuyện người cửu u tộc có thể lợi dụng u hồn trùng khống chế người khác, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết. Không thể không nói, thần thông cửu u tộc lợi hại dị thường, không chỉ có thể điều khiển khôi lỗi, mà có thể thông qua u hồn trung sinh ra cảm ứng kỳ diệu giữa chủ nhân điều khiển khôi lỗi, cũng như khống chế pháp tắc khôi lỗi hỗ trợ với pháp tắc của chủ nhân, từ đó có thể dễ dàng đạt đến cảnh giới pháp tắc dung hợp. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu mà cửu u tộc có thể đứng vững vị trí tam đại bá chủ trong hôi giới. Liễu kỳ lão tổ cười một tiếng, lại đổi câu chuyện chợt nói đến chuyện khác liễu kỳ tiền bối người nói những chuyện này cùng đề hồn có quan hệ gì trong lòng hàn lập mơ hồ nổi lên một ý niệm cũng không dám khẳng định hỏi năm đó bởi vì có chút ngoài ý muốn lão phu mới bị trọng thương rồi lưu lạc đến hồi giới này lại bị âm thừa toàn bắt giam giữ tại đây sở di âm thừa toàn không giết ta chính là coi trọng thiên huyễn pháp tắc mà ta nắm giữ còn pháp tắc mà lão tu luyện chính là quỷ mị pháp tắc nếu có thể thành công luyện chế ta thành u hồn khôi lỗi rồi thi triển hòa hợp pháp tắc cả hai chắc chắn uy lực sẽ tăng gấp đôi đến lúc đó cả hôi giới chỉ sợ không có người nào là đối thủ của lão cả vẻ mặt liếu kỳ lão tổ cười lạnh tiếp tục từ từ nói ra đề hồn nghe đến đó tựa hồ nhớ ra cái gì sắc mặt trắng bệch nhưng muốn khống chế được cảnh giới đạo tổ của lão phu thì âm thừa toàn phải cần đến u hồn trùng cực kỳ cao thần hồn bình thường căn bản không cách nào luyện thành được cho nên âm thừa toàn mới dùng mọi thủ đoạn để bồi dưỡng ngươi hình thú chính là thần hồn chi thể cực kỳ cao lại có dị nam hấp hồn quỷ dị, dùng để luyện chế thành u hồn trùng đỉnh cấp là không có thứ gì thích hợp bằng. Tuy nhiên hiện giờ tu vi ngươi còn thấp, hẳn là lão định bồi dưỡng ngươi đạt đến đại la cảnh, rồi mới ra tay luyện hóa ngươi, đảm bảo không chút sơ hở nào. Liễu Kỳ lão tổ từ từ nói ra, Đề Hồn nghe những lời này, sắc mặt trắng bệch, Hàn Lập nhìn sắc mặt Đề Hồn lúc này, trong lòng thở dài, chuyện bị người tôn kính nhất tính kế, năm đó hắn cũng đã từng trải qua, mặc dù đã qua nhiều năm rồi, nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời tu luyện sau này của hắn. Sư tôn, lão nói điều đó có phải là sự thật không? Đề hồn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía âm thừa toàn đang đứng trên không trung, mở miệng hỏi. Hắc hắc, lạc nhi, trò chơi lương sư hiếu đồ này ta chơi rất vui vẻ, vốn định tiếp tục nữa, nhưng lúc này người cũng đã biết rồi, vậy thì dừng ở đây thôi. Lúc này sắc mặt âm thừa toàn khôi phục lại bình tĩnh, nghe vậy khóe miệng lộ ra nét cười bình thản, làm cho người ta có cảm giác không lạnh mà run. Thân thể mềm mại đề hồn run lên, vẻ hồng hào trên mặt nàng cuối cùng cũng biến mất không còn nữa. Hàn lập nhìn âm thừa toàn, con mắt híp lại, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Liễu kỳ, người vừa nói chúng ta đánh nhau không biết bao nhiêu năm, suy nghĩ cả hai đều khó mà giấu giếm lẫn nhau, tuy nhiên chuyện đó không hoàn toàn đúng. Chẳng hạn ngươi có thể đoán được ra tại sao ta phải lẳng lặng nghe ngươi nói xong những chuyện này không? Âm thừa toàn nhìn về phía liễu kỳ lão tổ, nụ cười trên mặt không đổi nói ra. Liễu kỳ lão tổ khẽ giật mình, bất ngờ nhìn về phía đề hồn, dường như ý thức được cái gì đó. Ngay đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. mươi 762, giấc mộng nam kha, phốc một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy khối cửu u lệnh trong tay đề hồn trượt lóe lên rồi bạo liệt ra, hóa thành hai đạo hắc khí. Một đạo hắc khí quay tròn ngưng tụ biến thành một con trùng mơ hồ, thân thể co rụt lại chui vào thân thể đề hồn, không thấy tung tích. Đạo hắc khí còn lại biến thành một thanh thủy thủ màu đen, vèo một tiếng bắn ra, hóa thành tàn ảnh liên tiếp, nhanh chóng đâm tới ngược liếu Kỳ lão tổ đang gần trong gang tấc. Liếu Kỳ lão tổ cả kinh, bất quá thân thể của lão còn bị khốn trói trên thập tự giá gỗ, không cách nào tránh tránh, chỉ kịp nâng lên một cái chân trước đã thoát khốn, năm ngón chân chấp động hôi quang đột nhiên chụp về phía chủy thủ màu đen. Nhưng vào lúc này, chủy thủ màu đen đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, giống như một con rắn màu đen linh hoạt vô cùng, uốn éo, cực kỳ trơn trượt chui qua khe hở móng vuốt hồ ly, đâm vào ngực liếu kỳ lão tổ, trong nháy mắt chui vào trong đó. Phanh, ngực liếu kỳ lão tổ đột nhiên nổ tung, máu tươi theo vụ bạo tạc bay ra tứ tán, một cái lỗ máu xuất hiện hầu như xuyên qua lồng ngực của lão. Liếu kỳ lão tổ qua một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn sen lẫn nội tạng, thân thể trung niên nam tử cầm bào giữa không trung cũng theo đó mỏng hơn rất nhiều. Hết thảy phát sinh với tốc độ ánh sáng, màn hào quang xám trắng bao phủ đám người hàn lập chấp động kịch liệt, hào quang tản mát ra liền ảm đạm gấp mấy lần. Cái đuôi của liễu kỳ lão tổ quấn lấy đề hồn cũng buông lỏng ra, đề hồn rơi bịch trên mặt đất, hai tay bỗng nhiên ôm đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chỉ thấy trên người nàng cuồn cuộn hắc quang, xuyên thấu qua hắc quang mơ hồ có thể thấy ở vị trí bụng có một đạo trùng ảnh mơ hồ không ngừng nhúc nhích, nó đang thôn vệ nguyên khí trong cơ thể nàng. Đám người hàn lập, hồ tam bị biến hóa liên tiếp trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người, nhưng lập tức liền phản ứng. Lão tổ, hồ tam phi thân rơi vào bên cạnh liễu kỳ lão tổ, Hàn Lập cũng lướt gấp đến bên cạnh đề hồn, đỡ lấy thân thể nàng, thả thần thức quét qua cơ thể nàng, sắc mặt liền trầm xuống. Thế nào, tư vị phệ tiên trụy như thế nào? Âm thừa toàn cười ha ha, bỗng nhiên đưa tay bổ ra một trường. Một cự trường màu xám hiển hiện ra, trên cự trường quấn quanh hôi quang nhẹ nhẹ giống như sương mù, phủ xuống đầu trung niên nam tử. Chấn động thần hồn đáng sợ từ trên cự trường màu xám tản mắt ra, đám người hàn lập đang ở trong màn hào quang màu xám trắng chợt hai mắt mơ hồ, hồn mi ngã trên mặt đất trong mắt trung niên nam tử chấp động hào quang, đồng dạng đánh ra một quyền. Hào quang xám trắng hiện lên trói mắt, một cỗ ánh sáng màu xám trắng bắn ra, cuồn cuộn ngưng tụ, hóa thành một đạo cột sáng màu trắng, chống đỡ cự trưởng màu xám kia. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hư không run lên bần bật. Cột sáng màu trắng rõ ràng rơi vào thể yếu, đụng một cái lập tức vỡ vụn ra từng khúc. Cự trưởng màu xám chụp tới nhanh như tia chớp, bắt lấy trung niên nam tử, sau đó bóp mãnh liệt một cái. Phanh một tiếng trầm đục vang lên, thân thể trung niên nam tử trực tiếp bạo liệt ra. Nhưng trên mặt âm thừa toàn lại không lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại âm trầm xuống, ánh mắt nhìn lại chung quanh, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, trên thân đại phóng hôi quang, hai tay chảo vào hư không một cái. Quanh người gã chấp động hôi quang, bốn cự trưởng màu xám giống như đúc vừa rồi liền hiển hiện ra, quét ngang chung quanh. Phốc suy một tiếng, hư không quanh người gã đột nhiên hiện ra từng vết giặt sau đó vỡ vụn ra ầm ầm. Sau khi hư không vỡ vụn, quang cảnh chung quanh liền đại biến trung niên nam tử kia vẫn đứng êm đẹp cách đó không xa, bộ dạng tựa hồ đang muốn tiến tới gần đây. Trên mặt đất phía dưới bên trong màn hào quang xám trắng, đám người liễu kỳ lão tổ, đề hồn, hàn lập vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Trước người liễu kỳ lão tổ lơ lửng một quang cầu màu xám trắng, không ngừng tản mát ra bốn phía từng vòng sáng xám trắng. Còn thanh thủy thủ màu đen cùng một trùng ảnh màu đen thì bị phong ấn ở bên trong, cả hai chúng nó chạy tán loạn bốn phía, nhưng thủy chung không cách nào đột phá ra được. Âm thừa toàn nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong nháy mắt sắc mặt trở nên xanh mét một mảnh. Không hổ là âm vực chủ, nhanh như vậy đã thoát ra được giấc mộng nam kha của ta. Liếu kỳ lão tổ há miệng khẽ hấp, nuốt bạch sắc quang cầu trước người vào, sau đó cười hắc hắc nói, tràn ngập ý châm chọc. Sắc mặt âm thừa toàn âm trầm như nước, nghe vậy lập tức giận dữ, một tay đột nhiên chảo vào hư không phía dưới. Âm âm âm, bốn cự trưởng màu xám đột nhiên vỗ xuống, một cỗ khí thức thần hồn ngập trời cuồn cuộn hạ xuống, so với cự trưởng vừa rồi cường đại hầu như gấp bội. Bốn cự trưởng chưa rơi xuống, màn hào quang xám trắng đã run sợ ông ông, hầu như muốn vỡ vụn ra. Trên mặt đất, liếu kỳ lão tổ thấy cảnh này, sắc mặt ngưng tụ, hai chân trước giơ lên, lập tức rậm rạp chẳng chịt pháp quyết bắn ra như mưa to, một nửa chui vào trong màn hào quang xám trắng, màn hào quang lập tức ngưng tụ củng cố lại. Một nửa pháp quyết còn lại bay vụt ra ngoài, dung nhập vào trong thân thể trung niên nam tử trong hư không. Thân thể trung niên nam tử bỗng nhiên sáng lên, quay tít một vòng, hóa thành một đầu hư ảnh cự hồ xám trắng cao vài chục trượng, chín đuôi hồ hất lên, một mảnh sóng ánh sáng xám trắng hiển hiện ra, va chạm với bốn cự trưởng màu xám, phát ra thanh âm bạo liệt như sấm rền. Sóng ánh sáng xám trắng giống như giấy tan vỡ ầm ầm, thân thể cự hồ xám trắng trực tiếp bị đánh bay, phanh một tiếng, trùng trùng điệp điệp đâm vào vách tường lớn trên đại sảnh, bị cấm chế trên vách tường ngăn cản lại. Bất quá bốn cự trưởng màu xám cũng bị đẩy lùi về. Âm thừa toàn thẹn quá hóa giận, đã thi triển toàn lực, ta trèo chống cũng không được bao lâu. Các ngươi tranh thủ thời gian tẩy đi sát khí trên thân, sau đó giúp ta chặt đứt mấy sợi xiềng xích kia. Liễu kỳ lão tổ trầm giọng nói ra, hàn lập, thạch xuyên không, hồ tam nghe vậy, lập tức gật đầu một cái, bay tới lôi trì màu tím. Đề hồn vẫn không động đậy, bây giờ thần tình của nàng đã khôi phục bình tĩnh, ngửa đầu nhìn âm thừa toàn trên không trung, trong đôi mắt chấp động lãnh mang. Giữa không trung, cự hồ sám trắng đã từ trên vách tường bay ra, thoạt nhìn cũng không bị thương, thân hình bay nhào ra, lại chém giết với âm thuật toàn. Liễu kỳ tiền bối, cuộc chiến này cũng nên cho ta tham gia vào một tay. Nàng bỗng nhiên trầm giọng mở miệng, tuy thực lực tiểu cô nương ngươi coi như không tệ, nhưng tham dự chiến đấu giữa đạo tổ thì còn quá sớm. Liễu kỳ lão tổ liếc nhìn đề hồn, nói ra, tiểu nữ tự nhiên sẽ không tự đại cho là mình có thể tham dự chiến đấu giữa đạo tổ, bất quá chính như tiền bối nói, bản thể tiểu nữ chính là hình phạt thú ta có một môn bí thuật có thể lấy hồn lực bản thân làm cơ sở làm tăng trưởng lực lượng thần hồn của người khác thuật này mặc dù ít có hiệu quả đối với người có tu vi cao hơn ta nhưng có lẽ có chút tác dụng đề hồn nói như thế cũng tốt bất quá ngươi không được rời khỏi màn hào quang này nửa bước nếu không ta cũng không thể nào bảo hộ được ngươi liễu kỳ lão tổ nghe vậy trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc gật đầu nói đề hồn tự nhiên gật đầu đáp ứng trong miệng nói lẩm bẩm Bốn đoàn tinh quang màu đen từ đỉnh đầu nàng bay ra, rơi vào bốn phía thân thể liễu kỳ lão tổ. Bốn đoàn tinh quang cuồn cuộn nhanh chóng, lập tức hóa thành một cây đàn cổ, một cây yêu cổ, một cây sáo ngọc và một cái đàn không. Hai tay để hồn vung vẩy, tinh quang nhẹ nhẹ từ giữa mi tâm nàng bay ra, hóa thành một đạo pháp quyết, rơi vào trên bốn kiện nhạc khí. Bốn kiện nhạc khí lập tức tấu lên một khúc nhạc, hư không phụ cận nổi lên đạo đạo gợn sóng màu đen, trong đó nhúc nhích vô số phụ âm lớn như hạt gạo, dung nhập vào trong đầu liếu kỳ lão tổ ánh mắt của lão liền sáng lên giữa không trung âm thừa toàn nén giận ra tay khí thế như cầu vồng không ngừng bước lui cự hồ sám trắng rất nhanh bức bách đến một góc đại sảnh chết trong mắt của gã lóe lên lãnh mang hai tay vung lên trùng trùng điệp điệp sương mù màu xám từ trên người gã chen trúc ra sương mù màu xám rõ ràng do từng đám thần niệm tinh ti ngưng tụ thành dung nhập vào trong bốn cự trưởng màu xám bốn cự trưởng đột nhiên lớn thêm vài phần trên lòng bàn tay hiện ra từng đạo hoa văn huyền diệu mãnh liệt kích xuống mỗi cự trưởng đều tản mát ra chấn động thần niệm tựa như núi thở biển gầm những nơi đi qua hư không tựa hồ bị cỗ chấn động thần niệm vô cùng cường đại này ngưng kết trong nháy mắt phong kín cả đường lui muốn giết ta không dễ dàng như vậy cự hồ sám trắng chợt phun tiếng người bên ngoài thân đột nhiên sáng rõ hào quang tựa hồ đột nhiên nhận được lực lượng nào đó tương trợ chín cái đuôi hất lên từng đạo ánh sáng sám trắng lần nữa hiển hiện ra bất quá lần này ánh sáng màu xám tầng tầng lớp lớp, làm cho người ta cảm giác như vô cùng vô tận, dường như một mảnh sóng biển ánh sáng nghênh đón. Bốn cự trưởng vỗ vào ánh sáng xám trắng, công kích thần hồn cường đại tựa hồ như đánh vào mặt biển, trong nháy mắt bị cắn nuốt không còn một mảnh. Sắc mặt âm thừa toàn cả kinh, phát hiện tình huống bên trong màn hào quang xám trắng, lập tức giận dữ. Âm thừa toàn, người đúng là có mắt không tròng, hôm nay chúng ta hảo hảo tính toán sổ sách đi. Cự hồ xám trắng cười ha ha, chín cái đuôi sau lưng thẳng ra mãnh liệt, phía trên từng sợi lông hồ nở rộ tia sáng chói mắt. Đi, cự hồ phun một tiếng, vô số sợi lông hồ như cường cung ngạnh nỏ đồng loạt nổ bắn ra, đánh vào bốn cự trưởng màu xám. Trên cự trưởng màu xám thình lình bị xuyên thủng rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ như lỗ kim, sau một tiếng trầm đục lập tức bạo liệt ra. Số lông hồ còn lại tiếp tục bắn tới âm thừa toàn như mưa. Sắc mặt âm thừa toàn khẽ biến, thân hình lập tức bắn ngược lui sau thân thể cự hồ sám trắng uốn éo hóa thành một đạo huyễn ảnh cực lớn nhanh chóng đuổi theo cả hai liền chiến đấu với nhau kịch liệt nhất thời chưa phân thắng bại thân hình hai người càng lúc càng nhanh cuối cùng trực tiếp hóa thành hai đạo ảo ảnh đan vào cùng một chỗ chỉ có thể nghe được dày đặc từng trận thanh âm bạo liệt cùng lúc đó đằng sau màn hào quang sám trắng thân hình ba người hàn lập lóe lên rơi vào bên cạnh lôi trì màu tím liễu kỳ lão tổ đã thi pháp giảm bớt lực lượng lôi điện trong lôi trì màu tím bất quá trong ao vẫn có từng đạo lôi điện màu tím cuồn cuộn, phát ra thanh âm xì xì đáng sợ, chỉ nhìn qua đã thấy lợi hại gấp mấy lần lôi điện màu xanh vừa rồi. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, không trần chờ lập tức bay vào trong lôi trì màu tím. Nương theo một tiếng bõm, bọt nước màu tím văng khắp nơi, từng điểm như hạt châu. Thạch Xuyên không cũng không chút do so dự, trực tiếp bay vào trong lôi trì màu tím. Hồ Tam nhìn lôi trì màu tím trước mặt, hơi trần chờ nhưng cũng không có tiến vào. Y vốn đã tiến dài thái ất cảnh, lần này cũng không phải vì tẩy sát khí mà đến bây giờ sát khí trong cơ thể đã đi qua lôi trì màu xanh tẩy rửa đã được tẩy rửa hơn phân nửa tuy còn lưu lại chút ít nhưng không còn đáng ngại đối với việc tu luyện sau này nên không cần phải mạo hiểm tiến vào lôi trì nữa chẳng bằng hảo hảo tịnh dưỡng để lát sau cùng đám người hàn lập chặt đứt những lôi xích còn lại nghĩ đến đây hồ tam khoanh chân ngồi xuống bên cạnh lôi trì lấy ra hai khối tiên nguyên thạch nắm trong tay hấp thu tiên linh lực khôi phục đương lúc vợ chồng thuần sống một cuộc vương giả cực kỳ sung sướng thì bóng có giặc kéo đến vây quận Nam Kha. Thuần đem quân chống cự, giặc đông mạnh, thuần thua chạy, quân giặc vây thành đánh phá, công chúa nước Hoài An, vợ của vu phần chết trong đám loạn quân. Thuần vu phần đem tàn quân về kinh Đô Tâu lại vua cha. Nhà vua nghi kỵ thuần đã đầu hàng giặc, nên tước hết phẩm hàm, đuổi về làm thường dân. Thuần oan ức vừa tủi nhục, khóc lóc bi thương, vừa lúc ấy thì thuần chợt tỉnh dậy, thấy mình nằm dưới gốc cây hòe, trên đầu một nhành cây hòe chĩa về phía nam. Cạnh tuần lại có một ổ kiến lớn, bầy kiến kéo hàng đàn hàng lũ trèo lên cây hòe. Chương 763, chém lôi liên thứ hai. Lúc này Hàn Lập mới tiến vào lôi trì màu tím, hồ quang màu tím trong ao lập tức giống như cá mập nghe được mùi máu tanh, hội tụ đến cuồn cuộn, quanh thân hình thành một quang trụ lôi điện hình xoắn ốc bay lên. Trong lúc nhất thời vang lên tiếng nổ đột ngột, từng đạo hồ quang màu tím vừa thô vừa to bắn ra, đánh vào trên dưới toàn thân hắn, phát ra tiếng nổ liên tiếp làm lòng người kinh hãi. Làn da bên ngoài cơ thể Hàn Lập trong nháy mắt biến thành màu huyết hồng, bị đánh thành từng vết thương, máu tươi lũ lượt tràn ra, nhìn thấy mà phát. Không những vậy, những lôi điện màu tím này vừa đụng đến thân thể của hắn, trên trán hắn đột nhiên biến thành màu đen kịt, trong nháy mắt bên trong đầu hắn dâng lên từng cỗ ý niệm giết chóc mãnh liệt long trời lở đất, hai mắt cũng lập tức chuyển thành màu đỏ thẫm. Từng cỗ sát khí dao động mạnh mẽ bộc phát ra trên người hắn. Sát suy vừa mới bị hắn cưỡng ép áp chế, giờ phút này càng bộc phát mãnh liệt hồ tam nhìn thấy thảm trạng của hàn lập trong mắt hiện lên một tia nghĩ đến mà sợ hãi nhếch nhếch miệng lòng thầm cảm thấy may mắn vì còn chưa xuống dưới đề hồn đang thi pháp xa xa cũng nhìn lại hướng hàn lập trong mắt hiện lên vẻ lo lắng trong lúc nhất thời trên thân hàn lập tràn ngập quang mang chớp động sơn nhạc cử viên ngũ sắc phượng hoàng ngũ sắc khổng tước hư ảnh các loại chân linh lần nữa hiển hiện ra so với lúc trước thình lình còn rõ ràng hơn không ít lôi trì này vốn có lực lượng hủy diệt cũng ẩn chứa khả năng trọng sinh các loại chân linh huyết mạch trong cơ thể hắn đi qua lôi trì màu xanh tẩy lễ mơ hồ mạnh hơn một ít tuy vậy những chân linh huyết mạch này trở nên cường đại đối với hàn lập thực sự không phải là chuyện tốt từng cỗ huyết mạch dị chủng trong cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển kịch liệt làm tăng thêm gánh nặng cho thân thể hắn hàn lập hít sâu một hơi trên mặt cũng không lộ ra nét kinh hoàng nào sau khi đã trải qua lôi trì màu xanh hắn đã có kinh nghiệm ứng phó tất cả các loại tình huống trong cơ thể sau khi hắn lấy lại bình tĩnh Lập tức vận chuyển luyện thần thuật, từng cỗ thần thức lực khổng lồ lưu động, chống lại ý niệm giết chóc trong đầu, chăm chú giữ vững tâm trí, đồng thời vận chuyển đại chu thiên tinh nguyên công bảo vệ chỗ trọng yếu trong lục phủ ngũ tạng, tùy ý để cho lôi điện màu tím đánh phá tán loạn trong cơ thể hắn. Từng đợt lôi điện cuồng bạo xâm nhập trong cơ thể hắn, ăn mòn thân thể đồng thời cũng ép sát khí ẩn chứa trong cơ thể hắn lần nữa ra bên ngoài, khiến cho bên ngoài thân thể dần dần có từng sợi khí đen bay lên, vừa mới ra ngoài cơ thể liền bị lôi quang tiêu trừ sạch sẽ. Bên trong tiên khiếu toàn thân hắn, lúc này cũng tràn ngập điện mang màu tím, sát khí ngoan cố chiếm giữ trong đó cũng bắt đầu tràn ra từng điểm. Theo từng đợt sát khí trong cơ thể bị tẩy đi, từng cố ý niệm giết chóc trong đầu cũng dần dần biến mất theo, hai mắt cũng chậm chậm khôi phục thanh minh. Quá trình này hiển nhiên so với lôi trì màu xanh lúc trước càng thêm thống khổ, nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng nhẫn nại chịu đựng từng đợt đau nhức kịch liệt đến tê dại. Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt đã hết một nén nhang. Lúc này làn da toàn thân Hàn Lập hầu như không còn một chỗ lành lặn, vết thương to to nhỏ nhỏ trải khắp toàn thân, thoạt nhìn như một cái túi thùng. Bất quá hắn nhắm nghiền hai mắt, thân sắc bình tĩnh, tựa hồ không có một chút cảm giác nào, sát khí màu đen nồng đậm còn đang liên tục không ngừng tuôn ra từ khắp nơi toàn thân hắn. Đột nhiên ngay lúc ấy, sát khí đang tuôn ra cuồn cuộn chợt ngừng một lát, trở nên chậm chạp rồi ngừng hẳn. Hàn Lập nhíu mày, mở mắt ra, tiếp đó thân thể nhảy ra ngoài. Xoẹt, thiểm điện màu tím chung quanh lập tức theo lên, hình thành một tấm lưới điện màu tím chụp tới thân thể hắn. Hàn lập hư lạnh một tiếng, chân ngôn bảo luân trong cơ thể cấp tốc chuyển động, lần nữa thi triển thần thông nghịch chuyển chân luân, hóa thành một đạo kim ảnh mạnh mẽ bay đi. Bất quá lưới điện màu tím chung quanh dị thường vững chắc, hơn xa lôi trì màu xanh lúc trước, hắn sông lên mạnh mẽ như vậy mà vẫn không thể lao ra. Lôi trì màu tím tựa hồ cảm giác đang bị khiêu khích, bỗng nhiên sáng ngời, ao nước phụ cận Hàn lập đột nhiên nổ ầm ra, bảy đạo quang điện màu tím to cỡ miệng bát thình lình từ đáy ao bắn ra. Những đạo quang điện màu tím này khác với lôi điện trong ao, khiến cho người ta thấy óng ánh chói mắt, quang điện chung quanh chấp động lên vô số phù văn lôi điện nhỏ như hạt gạo, tản mát ra lực lượng pháp tắc lôi điện kinh người, trông như bảy đầu điện xà màu tím cắn vào hướng thân thể Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập dùng mình, kim quang trên thân tỏa ra, chân ngôn bảo luân ở sau lưng hiển hiện ra, cấp tốc xoay tròn, vô số gợn sóng màu vàng chen trúc ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi vài chục trượng chung quanh. Những đạo quang điện màu tím bị gợn sóng màu vàng bao lại, lập tức đình trệ. Bất quá những quang điện màu tím này ẩn chứa uy năng cường đại dị thường, dẫn tới toàn bộ khu vực gợn sóng màu vàng rung động lắc lư nhẹ nhẹ không thôi. Hàn Lập thấy tình hình này, lập tức vung tay lên. Một đoàn hào quang xanh biếc từ trong tay áo bay ra, lập tức bay lên đứng giữa không trung trên đỉnh đầu hắn, xoay tròn không ngừng, đúng là Huyền Thiên Hồ Lô. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, điểm ra một cái, huyền thiên hồ lô tỏa ra hào quang xanh biếc chung quanh, mảng lớn hào quang xanh biếc điên cuồng tràn ra, bỗng chốc quấn lấy vài đạo quang điện màu tím kia. Quang điện màu tím bị hào quang xanh biếc bao trùm, lập tức nhanh chóng ảm đạm, cấp tốc thu nhỏ lại. Thu, pháp quyết trong tay hàn lập biến đổi lần nữa, hào quang xanh biếc bao vây lấy những quang điện màu tím cuốn ngược lại quay về, lóe lên rồi chui vào trong huyền thiên hồ lô. Lưới điện màu tím quanh người hắn cũng bị huyền thiên hồ lô thu lấy một phần, thân thể lập tức chợt nhẹ đi, vèo một tiếng mạnh mẽ lao ra, tránh thoát lưới điện màu tím, đáp xuống bên cạnh lôi trì. Hàn lập bấm niệm pháp quyết, chân ngôn bảo luân tiến vào trong cơ thể, gợn sóng màu vàng quanh người cũng biến mất theo. Lưới điện màu tím chấp động vài cái, không tìm được đối tượng giam cầm, phát ra vài tiếng gào thét giống như sấm sét, rồi chậm rãi chìm vào trong lôi trì. Sau khi hàn lập thoát thân, lập tức lật tay lấy ra một viên đan dược khôi phục ăn vào. Theo từng đợt ánh sáng xanh trong cơ thể tuôn ra, các miệng vết thương trên thân hắn có vô số mộng thịt nhỏ tinh tế điên cuồng dài ra miệng vết thương lớn nhỏ đều nhanh chóng lấp đầy sắc mặt cũng thoáng dễ nhìn hơn vài phần lệ đạo hiếu người thế nào rồi bây giờ lão tổ có để hồn đạo hiếu tương trợ mặc dù còn có thể trèo chống nhưng tuyệt không phải kế lâu dài một khi những người khác tới đây chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ chỉ có chém nứt ba sợi lôi xích còn lại hỗ trợ lão tổ thoát thân mới có thể chống đỡ không còn sơ hở hồ tam thấy vậy vội vàng truyền âm nói tốt chờ thạch đạo hiếu đi ra, ta hồi phục một chút trước đã. Hàn lập gật đầu nhẹ, nhìn lại hướng lôi trì màu tím. Lúc này thạch xuyên không vẫn còn ngâm ở bên trong lôi trì màu tím, quanh người lôi điện vần quanh, ở trên làn da cũng vỡ ra từng miệng vết thương thật sâu, có chỗ thậm chí có thể nhìn thấy xương trắng bên trong. Huyết quang trong đôi mắt gã chấp động, hai đầu lông mày đen kịt một mảnh, bị sát suy vốn dùng bí thuật kéo dài nhiều năm đồng dạng bộc phát lần nữa. Tuy rằng trên mặt gã tràn đầy đau đớn, toàn thân không ngừng run rẩy, bất quá tính cách gã vốn kiên nhẫn vẫn nghiến răng chịu đựng thiểm điện màu tím trùng kích thân thể cùng thức hải của mình theo từng cỗ hắc khí từ các nơi trên thân thể của gã tuôn ra nhanh chóng phiêu tán huyết quang trong mắt dần dần biến mất màu đen trên hai đầu lông mày cũng bắt đầu nhạt đi phía trên làn da nổi lên một hào quang óng ánh dường như biến thành ngọc vậy lông mày hàn lập hơi động một chút trong lòng biết sát khí trong cơ thể thạch xuyên không còn không nồng đậm như hắn lôi chỉ màu tím đã khu trừ sát khí trong cơ thể gã không sai biệt lắm Thạch Xuyên không rất có thể vượt qua sát suy, thành tựu nửa bước thái ất rồi. Bất quá vào thời khắc này, hắc khí trong thân thể Thạch Xuyên không toát ra đột nhiên cũng bắt đầu yếu bớt, tinh quang ở trên làn da hơi chấp động, nhanh chóng biến mất. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, thầm thở dài một hơi. Xem ra cũng giống như mình, cái ao thứ hai này cũng không cách nào hỗ trợ vượt qua sát suy triệt để. Thạch Xuyên không bỗng nhiên mở to mắt, thân thể từ lôi chỉ bay vụt lên. Ầm 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 một hồi lôi điện nổ vang, quang điện màu tím chung quanh cũng lập tức đuổi sát theo, hình thành một tấm lưới điện màu tím. Sắc mặt thạch xuyên không ngưng trọng, tia sáng trắng bên ngoài thân đại thịnh, lập tức quanh người ngưng tụ thành một đóa hoa sen màu bạc cực lớn, cấp tốc xoay tròn. Tia sáng trắng bạc phía trên cánh sen phun ra nuốt vào, trông như như từng đạo kiếm khí sắc bén chém lên trên lưới điện màu tím. BANG, GGBANG, -G, G một hồi giòn vang, lưới điện màu tím liên tục run rẩy, lập tức bị chém ra một cái lỗ hổng. Thạch Xuyên không thấy vậy, thân thể mãnh liệt uốn éo, trực tiếp từ lỗ hổng bắn ra, rơi vào lôi trì bên cạnh. Thân thể của hắn lúc đầu vốn đã tàn phá không chịu nổi, bây giờ lại thi triển bí thuật, càng thêm tác động thương thế, kêu lên một tiếng buồn bực, phun ra một ngụm máu tươi. Thạch Xuyên không bất chấp hai người hàn lập, không hề nói thêm cái gì, lập tức lấy ra một bình thuốc, mặc kệ bên trong có bao nhiêu đan dược, đều đổ vào trong miệng, sau đó lập tức khoanh chân ngồi xuống. Trên người hắn hiện ra một tầng quang mang tím đen, những vết thương kia lập tức nhanh chóng khép lại nguy hiểm thật đáng tiếc còn kém một chút nữa sau một lúc lâu thạch xuyên không mới thở dài một hơi ngẩng đầu nhìn hai người hàn lập cười khổ một tiếng nói có thể thừa nhận hai tòa tẩy sát chỉ tẩy luyện đã rất mạnh mẽ rồi hoàn hảo ta không cần đi nhận phần tội này ngươi bây giờ không có việc gì chứ hồ tam lắc đầu nói ra không có gì đáng ngại thạch xuyên không quay đầu nhìn về phía hàn lập hai vị bắt đầu chuẩn bị đi hàn lập nói xong thân hình nhoáng một cái, bay vút đến bên cạnh lôi trì màu bạc, một tay phất lên, bên cạnh hiện lên điện quang màu vàng, thân ảnh giải đạo nhân cũng hiển hiện ra. Giải đạo hiểu, giúp ta một tay, Hàn Lập mở miệng nói ra, giải đạo nhân gật đầu, đáp ứng, Hàn Lập hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt thiên hồ hóa huyết đao, kim quang trên thân đại phóng, tiên linh lực trong cơ thể tuôn ra, rót vào trong đao. Trên thân đao chấp động ánh sáng màu đỏ, đường vân trên thân bắt đầu nở rộ, một cỗ khí tức huyết sát nồng đậm từ trên thân đao lan tràn ra. Hồ Tam, Thạch Xuyên không và cả giải đạo nhân đồng thời dơ trưởng lên hư không đẩy ra, tiên linh lực trong cơ thể cũng dâng lên rót vào trong cơ thể hàn lập. Tiên linh lực cả bốn người hòa làm một thể, hòa nhập vào trong thiên hồ hóa huyết đao. O, O, N, G, thiên hồ hóa huyết đao tỏa sáng hào quang, rung động ông ông kịch liệt, phóng xuất ra khí tức cũng liên tiếp tăng lên. Từng tầng đao ảnh màu đỏ như máu hiển hiện ra, trông chất tựa như có ngàn vạn tầng thạch tiền bối, giúp ta một tay. Hai mắt hàn lập ngưng tụ, trong lòng truyền âm hét lớn một tiếng, sau đó tung đao chém xuống. Bên trên thiên hồ hóa huyết đao sáng ngời hào quang, một hình ảnh hồ ly huyết sắc to lớn đột nhiên hiển hiện ra, hình dáng như vừa mới đánh giết xong rơi xuống, sáp nhập vào trong thân đao. Tiên linh lực trong cơ thể bốn người hàn lập giống như hồng thủy vỡ đê tuôn ra, bị thiên hồ hóa huyết đao nuốt vào. Mấy người đã có kinh nghiệm một lần lúc trước, vì vậy cũng không kinh ngạc phụ cận vô số đạo đao ảnh huyết sắc hội tụ đến như mây, dung nhập vào trong thân đao. Thiên hồ hóa huyết đao bỗng nhiên phồng lớn lên gấp bội, hơn nữa biến thành màu sắc óng ánh, chém mạnh lên xiềng xích màu tím. Xiềng xích màu tím chấn động kịch liệt, ở trên khắc rõ phù văn ánh sáng tím tăng vọt, tựa như mặt trời kiêu ngạo bừng lên. Ầm ầm ầm, lôi trì màu tím lập tức nổ tung, lôi quang bên trong bắt đầu khởi động, hóa thành một đạo điện quang hình tròn vô cùng to lớn, thuận theo xiềng xích bắn tới hướng Liễu Kỳ lão tổ bất quá điện quang hình tròn vừa mới đi tới một nửa xiềng xích màu tím liền phát ra một tiếng nổ vang ánh đao huyết sắc lóe lên xiềng xích màu tím vang lên tiếng đứt gãy đoàn điện quang hình tròn bỗng nhiên đình chỉ sau đó bạo liệt khuếch tán ra chung quanh thân thể hàn lập run lên hào quang ở trên làn da lóe lên hiện ra một vầng sáng lôi điện màu tím bất quá vầng sáng lôi điện màu tím này chỉ thoáng một cái lập tức biến mất tựa như còn chưa phát sinh qua thân thể của hắn cũng hồi phục xong đuôi lông mày nhảy lên trong mắt lại lộ ra một tia trầm ngâm. Phanh một tiếng, xiềng xích màu tím đứt gãy rơi xuống ầm ầm, chìm vào trong lô trì. Chương 764, Liều mạng đánh cược, làm tốt lắm, trên mặt liếu Kỳ lão tổ lộ vẻ mừng rỡ, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bên ngoài thân đại phóng hào quang xám trắng. Một cỗ khí tức phách trảm thiên địa từ trên người lão tán phát ra, cả đại sảnh chấn động ầm ầm. Hừ, phân hồn âm thừa toàn hung hăng quét nhìn đám người Hàn Lập một cái, sắc mặt trầm xuống, hai tay vỗ vào hư không một cái. Sau một âm thanh trầm muộn đi qua, bốn cự trưởng màu xám đồng thời chợt lóe trên đỉnh đầu hư ảnh cự hồ xám trắng. Mặt ngoài bốn cự trưởng sáng lên màu xám, vậy mà dung hợp làm một thể, hóa thành một cự trưởng to mấy trăm trượng, giống như cự sơn ép xuống dưới. Ha ha, âm thừa toàn, hiện giờ ta đã cởi bỏ đạo phong ấn thứ hai, người còn muốn áp chế ta sao? Liễu kỳ lão tổ cười ha ha, thân hình thật lớn vừa động, hai sợi xiềng xích ngân kim trên người buông thóng rung động ầm ầm, vậy mà lại dựng lên một chút. Ngay ấn đường của lão đại phóng tinh quang, hình thể cự hồ xám trắng giữa không trung đột nhiên lớn thêm một vòng, thân thể lập tức dựng lên, hai cái chân trước đại phóng hào quang mở rộng ra, rồi đột nhiên trướng lớn gấp mấy lần, đánh về phía trước. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cự trưởng màu xám nứt vác ra, thân hình âm thừa toàn đại chấn, bịch 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 hai chân liên tục lui lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Cự hồ xám trắng cũng từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, hôi quang bên ngoài thân cũng suy giảm theo. Bất quá nó cố gắng ổn định lại thân hình, tiếp tục đánh tới âm thừa toàn vẫn chưa ổn định thân mình. Hội trường trụy hồ khu, các vị vực chủ lại bắt đầu phát biểu ý kiến của mình, hội trường khôi phục náo nhiệt lúc trước. Âm thừa toàn mỉm cười ngồi đó, thỉnh thoảng nói chuyện với vài vị vực chủ bên cạnh, lại khôi phục bộ dạng nắm giữ đại cục lúc trước, làm cho Hoàng Phủ Ngọc vẫn âm thầm lưu ý có chút thất vọng. Vào thời khắc này, ánh mắt giao tam phía sau Hoàng Phủ Ngọc bỗng nhiên lóe lên. Hoàng phủ cung chủ, người của chúng ta vừa tìm ra một tin tức, trong tẩy hồn khu quả thật đã xảy ra một ít biến cố, bất quá thực sự không phải như lời nói của âm thừa toàn là xưởng luyện bảo phát sinh biến cố, mà là có người nào đó tiềm nhập sâu trong tu la thành, dẫn đến rối loạn không nhỏ. Hiện tại trong tu la thành, lực phòng vệ bắt đầu tập trung về hướng đó. Thanh âm giao tam vang lên trong đầu Hoàng Phủ Ngọc, ồ, vậy mà lại có người ở phía sau lén vào tu la thành. Lông nghi Hoàng Phủ Ngọc khẽ động, nói, cung chủ, hiện tại tình huống có biến, có tiếp tục để người của chúng ta tìm hiểu nữa hay không? Giao tam truyền âm hỏi, cứ để bọn họ tiếp tục tìm hiểu, đồng thời cũng gây một ít hỗn loạn, nhưng phải chú ý không để người cửu u vực phát hiện. Ánh mắt Hoàng Phủ Ngọc ngưng lại, lập tức truyền âm trả lời. Hoàng Phủ Cung Chủ, ngài muốn, ta hiểu rồi, mắt đẹp giao tam sáng lên, lập tức đáp ứng. Âm thừa toàn thấp giọng đàm luận với một vị vực chủ bên cạnh, ánh mắt nhìn lướt qua Hoàng Phủ Ngọc, chỗ sâu trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Vào thời khắc này, ngón tay gã lại căng lên, mặt trên hoành văn màu tím hơi chớp động, rồi nhanh phai nhạt xuống, biến thành màu xám. Vẻ tươi cười trên mặt âm thừa toàn nhất thời ngưng lại. Bên trong cấm địa, sắc mặt hàn lập tái nhợt, lật tay thu hồi thiên hồ hóa huyết đao, lấy ra một quả đan dược khôi phục tiên linh lực ăn vào, thần sắc mới tốt hơn một chút. Hồ Tam cùng Thạch Xuyên không cũng lập tức lấy ra đan dược ăn vào, khôi phục tiên linh lực đã tiêu hao. Lúc này hào quang trên người của giải đạo nhân cũng cực kỳ ảm đạm, khí tức lại xuống dốc không phanh. Gã vốn dùng tiên nguyên thạch thúc dục kết cấu bên trong vận chuyển, vừa rồi thúc dục thiên hồ hóa huyết đao, tiên nguyên thạch trong cơ thể giải đạo nhân giống như bị tháo nước không còn lại bao nhiêu, giờ phút này hành động cũng có chút khó khăn. Hàn lập lướt nhìn giải đạo nhân một cái, nâng tay phát ra một cỗ thanh quang thu gã vào trong không gian hoa chi. Bên trong không gian hoa chi, hắn đã chuẩn bị đủ tiên nguyên thạch, giải đạo nhân có thể ở bên trong tự bổ sung. Hồ Tam ngẩng đầu lên, nhìn thấy cự hồ xám trắng không ngừng bước lui âm thừa toàn, trên mặt vui vẻ, sau đó chắp tay nói với hai người hàn lập. Lệ đạo hiếu, thạch huynh, sau khi các ngươi nghỉ ngơi một lát, chúng ta lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, tiếp tục chặt đứt hai sợi xiềng xích còn lại, đợi lão tổ hoàn toàn thoát vây, lúc đó có lão tổ hộ pháp, các ngươi tiến vào lôi trì thứ ba sẽ không nguy hiểm nữa. Không được, hàn lập lắc lắc đầu, nói, vì sao, hiện giờ tình thế ác liệt, phân hồn này của âm thừa toàn tạm thời không nói, nhưng kẻ thù bên ngoài bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi tới nếu không có lão tổ bảo vệ các ngươi căn bản không thể tiến vào lôi trì thứ ba được hồ tam nhướng mày tựa hồ có chút bất mãn hồ tam đạo hữu hiểu, hiểu lầm rồi cấm chế trên lôi ngao chi liên này cũng không tầm thường lúc trước liễu kỳ tiền bối cũng đã nói qua vấn đề phản vệ của xích này hai người các ngươi vẫn chưa tiếp xúc trực tiếp với lôi ngao chi liên cho nên không cảm giác được mỗi lần chặt đứt xích này cấm chế ẩn chứa trong đó đều phản vệ ngược lại Liễu Kỳ Tiền Bối và người cầm đao là ta đều bị lan đến. Lực cấm chế lôi điện này cực kỳ đáng sợ, không phải ta nhát gan sợ chết, nếu trước đó không ở trong lôi trì được tẩy lễ, làm trong cơ thể ẩn chứa một tia khí tức cân nguyên lôi trì, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Liễu Kỳ Tiền Bối chắc là đã sớm biết việc này, mới để cho nhóm chúng ta trước đi tẩy sát, sau đó mới chặt đứt xiềng xích. Hàn Lập khẽ nhấc tay, trên người lại hiện ra một vầng sáng màu tím. Thì ra là thế, chỉ là hiện giờ lão tổ không có cách nào bảo vệ được ngươi, ngươi làm thế nào thừa nhận được hai tòa lôi trì còn lại. Hồ Tam nghe vậy giật mình, nhưng tiếp theo lại nghĩ tới điều gì, có chút trần chờ nói. Lúc trước Hồ Tam đạo hiếu cũng nói, hiện giờ tình thế ác liệt, bất cứ lúc nào ta cũng có thể mất mạng, lúc này nếu không bắt buộc liều chết, đến lúc đó sợ là ngay cả cơ hội đỏ sức cũng không có. Vận mệnh của mình, chỉ có thể nắm giữ ở trong tay chính mình. Hàn Lập nói xong, thân hình nhoáng một cái, bay vút đến bên cạnh lôi trì màu bạc, nhìn vào trong đó. Bên trong lôi trì, từng đạo hồ quang màu bạc tựa như linh xà nhảy lên, hồ quang này so với đạo lôi trì xanh tím lúc trước thì nhỏ hơn rất nhiều, hồ quang màu bạc đan vào nhau, phát ra thanh âm như ngàn vạn chim thức tể minh, làm cho người hết hồn. Hắn hít sâu một hơi, sau đó cắn răng một cái, nhảy vào trong lôi trì màu bạc. Từng đạo lôi điện màu bạc lập tức chen chúc đến, trong khoảnh khắc quấn quanh thân thể hắn. Hồ quang màu bạc đánh vào trên người hắn, dễ dàng xé rách ra từng vết thương vừa dài vừa sâu, mỗi một đạo hồ quang màu bạc lại giống như một thanh phi kiếm lôi điện. Hàn lập nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau đớn, trong mắt xẹt qua một tia sợ hãi. Lôi điện màu bạc này so với lôi điện màu tím trước thì cường đại gấp mấy lần, thân thể hắn cứng cỏi vô cùng, nhưng trước hồ quang màu bạc lại giống như thùng rỗng kêu to. Trong nháy mắt, thân thể hắn trở nên rách nát, thậm chí có thể nhìn thấy xương trắng dày đặc. Lôi điện màu bạc đồng thời cũng xâm nhập vào trong cơ thể hắn, như sóng dữ chạy qua các nơi, những nơi đi qua kinh mạch huyết nhục đều bị xé rách ra, từng đạo máu tươi khắp toàn thân phụt ra, giống như bị thiên đao vạn quả. Cùng lúc đó, các loại quang mang kỳ lạ trên người hắn chấp động liên tục, hư ảnh chân linh lại một lần nữa hiện ra, so với lúc trước lại rõ hơn không ít, không ngừng chuyển động quanh thân thể hắn. Cơ thể hàn lập không tự chủ được phồng lên, hóa ra các loại hình thái chân linh, một số chân linh huyết mạch trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, tựa hồ muốn phá thể chui ra, khiến cho thương thế trên người hắn càng thêm trầm trọng. Trong mắt hắn hiện ra vẻ lo lắng, cứ như vậy thân thể hắn cũng sẽ không chịu nổi. Bất quá muốn mượn lực lôi trì tẩy sát, thì không thể tránh được lực lôi điện này. Hàn lập cắn răng một cái, lại vận chuyển đại chu thiên tinh nguyên côn bảo vệ thân thể ngũ tạng, tùy ý để hồ quang màu bạc chạy khắp toàn thân. Lúc này sát suy lại bị kích thích, trong mắt hắn nổi lên huyết mang nhẹ nhẹ, thần thức lực trong đầu lại một lần nữa quay cuồng lên. Bất quá tới giờ phút này, ảnh hưởng của sát suy đối với hắn đã không tính là gì, quan trọng nhất vẫn là thân thể có thể chống đỡ được hay không. Hồ quang màu bạc tàn sát bừa bãi trong cơ thể hắn, từng đạo hồ quang màu bạc như có linh tính chui vào những tiên khiếu đã bị sát khí xâm nhiễm kia. Thân thể hàn lập run lên, bên ngoài thân lại hiện ra một cỗ hắc khí nồng đậm, giống như sóng giữ trào ra cuồn cuộn. Lần này sát khí trào ra không phải là nhỏ, so với hai lôi trì trước thì nhanh hơn rất nhiều. Sát khí trong thân thể cùng tiên khiếu của hắn nhanh chóng giảm bớt lấy mắt thường có thể thấy được theo sát khí này tuôn ra, từ trong ra ngoài cơ thể hắn hiện ra một cảm giác thoải mái, tựa hồ gánh nặng ngàn cân trên người đang dần dần được cởi bỏ. Tâm niệm hàn lập vừa động, vung tay lên, lòng bàn tay chấp động ngân quang, nhiều ra một quả đan dược màu bạc, bên ngoài dày đặc đường vân màu bạc, mơ hồ hình thành hoa văn một đầu kim ô ba chân, đúng là viên thái ất đan cuối cùng kia. Hắn ngửa đầu nuốt viên đan này vào, sau đó nhắm mắt lại. Thạch Xuyên không nhìn thấy dị tượng liên tục trong lôi trì màu bạc, chân mày không khỏi nhíu lại, Thạch huynh, người cũng muốn lấy thân mạo hiểm sao? Lệ đạo hữu cũng là bất đắc dĩ, nhưng người có thể chờ lão tổ thoát khốn rồi hãy thử. Lông mày hồ tam nhíu lại hỏi, tuy nói như thế, nhưng hiện giờ tình thế thay đổi trong chớp mắt, đến lúc đó sợ là không còn cơ hội nói đến chuyện đó nữa. Lúc trước đã trải qua nhiều hung hiểm như vậy mới đến được đây, không đánh bạc phen này ta há tham tâm. Khóe miệng thạch xuyên không nhếch lên ý cười, nói, ngươi, hồ tam đang muốn khuyên tiếp gã một câu thì một nơi trong đại sảnh chợt lóe ô quang, bỗng nhiên một cái quang trận trống giống hiện lên, tiếp theo hôi quang trong quang trận tuôn ra, một đạo nhân ảnh liền xuất hiện trong quang trận. Cảm ứng được khí tức người này, thần sắc hồ tam nhất thời biến đổi, đang tính nói gì đó liền ngừng lại. Âm quát, thạch xuyên không cũng quay lại, thần tình kinh nghi nói. Người tới có sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hung ác nham hiểm, dung mạo âm nhu, đúng là người lúc trước ở bách tàng khu làm cho bọn hắn ăn không ít đau khổ, đại la hôi tiên âm quát. Ngay khi âm quát hiện thân, liền đảo mắt nhìn qua hai người thạch xuyên không, sau đó vẻ mặt đột biến nhìn về phía giữa không chung. ở nơi này, phân hồn âm thừa toàn đang chiến đấu kịch liệt với cự hồ sám trắng, sau đó tách ra, đứng trên không rằng có cách xa nhau mấy trăm trượng. trên thập tự giá giữa bốn tòa lôi trì to lớn phía dưới, liễu kỳ lão tổ dương mắt nhìn thoáng qua âm quát, rồi lại nhìn phân hồn âm thừa toàn giữa không chung, cười lạnh một tiếng. Vực chủ đại nhân, ngươi, ta đây phải, đáy mắt âm quát hiện lên một tia sợ hãi có chút trần chờ nói. Âm quát trưởng lão, tại sao ngươi tới chỗ này? Đây là nơi nào, ngươi không biết sao? Ánh mắt phân hồn âm thừa toàn hơi trầm xuống, chậm rãi mở miệng nói. Khởi bầm vực chủ, u lạc phản bội cửu u tộc chúng ta, tự tiện thả đám người này từ trong u lao ra, còn mang theo bọn chúng xâm nhập cấm địa, thả ra hỗn hầu. Thuộc hạ bất đắc dĩ mới tự tiện truy vào trong thánh địa của tộc, thỉnh vực chủ trách phạt. Âm quát vội vàng không người, thanh âm khẽ run nói chương 765, chiến đấu với Đại La. Phân hồn âm thừa toàn nhìn xuống thân ảnh âm quát, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc rồi biến mất, thân sắc lại trở nên bình tĩnh mở miệng nói ra. Ngộ biến tòng quyền, người tự tiện xông vào thánh địa bổn tộc, mặc dù là vì lợi ích bổn tộc, nhưng dù sao cũng là xúc phạm tộc quy. Giờ ngươi lập tức chu sát những con sâu cái kiến này, ta có thể bù trừ những yêu khuyết của ngươi mà không trừng phạt. Đa tạ vực chủ ân xá, âm quát nghe xong lời ấy, lập tức đại hỉ, vội vàng nói. Không hổ là bá chủ một phương, lời nói dối như vậy lại làm người khác càng thêm tin phục. Lúc trước không phải người bày mưu tính kế, làm người khác tự tiện xông vào nơi này, ta cũng đã thấy có ba người rồi, nhưng ấn tượng khắc sâu nhất là người tên âm Đạc A. Cũng là Đại La Hồi Tiên, không sai A, đã bị người hút khô tu vi, ném vào trong lôi trì. Liễu kỳ lão tổ bỗng nhiên cười hắc hắc, nói ra. Âm quát nghe được lời ấy, thần sắc không khỏi hơi đổi. Năm đó chuyện âm đạc trưởng lão mất tích thập phần bí ẩn, một mực không tìm ra được nguyên nhân, người trong tộc đều cho rằng lão ra ngoài bị người luân hồi vực vây giết, chuyện này cũng gây ra xung đột không ít với luân hồi vực, âm thừa toàn thân là vực chủ, cũng không thể bỏ qua chuyện này. Bây giờ nghe loại thuyết pháp này, lại liên tưởng đến một ít tin đồn hoang đường, tâm thần âm quát cũng không khỏi có chút dao động. Hư, lão hồ ly già khó ngươi tự ý mê hoặc lòng người, ở chỗ này châm ngòi ly rán. Ta thân là cửu u vực chủ, nói chuyện tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, há lại lật lọng hai mắt phân hồn âm thừa toàn quét ngang nổi giận nói vực chủ yên tâm thuộc hạ nhất định sẽ giết chết sạch sẽ bọn đạo trích con sâu cái kiến này ánh mắt âm quát ngưng lại chắp tay nói với phân hồn âm thừa toàn âm thừa toàn không nhiều lời nữa gật đầu nhẹ sau đó nói với liễu kỳ lão tổ lão khọm hồ ly nghỉnh cổ chờ bị chém đi dứt lời thân hình gã lóe lên lại lần nữa xông về phía đầu cửu vĩ thiên hồ cực lớn kia lần này ta nhất định phải rút hồn luyện phách các ngươi, cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là chọn đời không được siêu sinh. Âm quát phóng về phía thạch xuyên không bên này, thần tình trên mặt hết sức âm trầm, thanh âm khàn khản cắn răng nói ra. Thạch xuyên không liếc qua hàn lập đang ở trong lôi chỉ màu bạc tẩy sát, sắc mặt lại xanh mét. Thạch đạo hiếu, chúng ta gặp phiền toái lớn rồi. Hồ Tam cười khổ một tiếng nói, ngươi nói làm gì cho mất nhuệ khí, còn có thủ đoạn gì ẩn giấu thì đem ra sử dụng đi. Người này tuy là đại la hôi tiên, nhưng xem khí tức bất ổn nếu chúng ta có thể chống đỡ đến khi liếu kỳ lão tổ bên kia xong chuyện chúng ta sẽ còn có một đường sinh cơ thạch xuyên không cao giọng nói với hồ tam hồ tam đã sớm đứng lên cánh tay bên trong tay áo đã chuẩn bị im lặng gật đầu nhẹ hừ chỉ là một thái ất một kim tiên cũng dám khiêu chiến với ta quả thực buồn cười âm quát hừ một tiếng tháo xuống hắc ấn hình vuông treo ở bên hông tiện tay ném tới hư không phía trước chỉ thấy một đạo ô quang nhanh chóng bắn tới sau khi rời tay ba thước thì quang mang tăng vọt, lập tức hóa thành một khối ấn vuông màu đen lớn như cái ma bàn, dưới đáy sáng rõ bốn chữ bao la vạn tượng, trực tiếp nện xuống thạch xuyên không. Trong mắt thạch xuyên không lóe lên quang mang, hai tay khu động pháp quyết, thân hình vội vàng thối lui sau. Phanh một tiếng vang lên, chẳng biết tại sao, ấn vuông màu đen kia đột nhiên lóe lên, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, lập tức đánh trúng người thạch xuyên không, trực tiếp nện gã bay ngược ra sau, nện vào vách tường ầm ầm. Thạch huynh, hồ tam kinh sợ kêu lên một tiếng trên người lại có một đoàn huyết quang sáng lên thân hình trực tiếp bạo liệt ra không chịu nổi một kích âm quát khẽ quát một tiếng thân sắc có chút khinh thường ánh mắt lão lướt qua lôi trì thấy được tình trạng thê thảm toàn thân đẫm máu của hàn lập cùng lôi điện màu bạc bạo ngược chung quanh hắn chỗ sâu trong đáy mắt không khỏi hiện lên một tia sợ hãi đúng lúc này lông mày lão bỗng nhiên nhíu một cái ánh mắt rời về phía ấn vuông màu đen kia tạch 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 chỉ nghe từng trận thanh âm giống như đồ sứ vỡ vụn từ đằng sau ấn vuông màu đen vang lên một mảng lớn vết rách không gian mắt thường có thể thấy được từ trong lan tràn ra khiến cho hư không chỗ đó bắt đầu vặn vẹo mà ở sau ấn vuông hai tay thạch xuyên không kết một cái pháp quyết cổ quái trước bàn tay đang nắm một khối ngọc quyết màu trắng lớn chừng hạt đào phía trên chấp động phù văn truyền ra trận trận chấn động không gian mãnh liệt tầng chấn động không gian cổ quái này giống như một vách tường không gian chắn giữa thạch xuyên không và ấn vuông màu đen thiếu chút nữa đã quên rồi, tiểu tử ngươi biết chút thần thông không gian pháp tắc. Âm quát hừ lạnh một tiếng nói, rứt lời, lão nâng một trưởng lên nhấn một cái mãnh liệt vào hư không trước người. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, một cỗ man lực bài sơn đảo hải từ trên ấn vuông màu đen truyền đến, lập tức ép tầng vách tường không gian kia nổ bể ra. Ngọc quyết màu trắng trong tay thạch xuyên không ở phía trước cũng theo đó bạo liệt ra. Ấn vuông màu đen lại tăng vọt gấp đôi, tiếp tục ép đến trong miệng thạch xuyên không phun ra một ngụm máu tươi lưng tựa vào tường đang lan tràn vết rách quanh thân nở rộ mảng lớn lưỡng sắc quang mang đen bạc chỉ thấy cơ bắp quanh thân gã cấp tốc phồng lên thân hình nhanh chóng biến lớn bên ngoài thân hiện ra từng miếng vải màu đen to như đồng tiền trên ngực và tứ chi đều hiện ra một lớp phủ văn màu bạc phức tạp đầu tóc trắng như tuyết cấp tốc dài ra dung mạo anh tuấn không còn thấy nữa thay vào đó là một gương mặt hung ác miệng khổng lồ răng nanh lòi ra thình lình đã biến thành một đầu cự ma cao trăm trượng cùng lúc đó ngay vị trí lưng và dưới nách lại sinh ra bốn cánh tay phía trên có đường vân màu bạc vung vẩy đẩy trưởng về phía trước chỉ thấy trong lòng bàn tay gã sáng lên từng tầng ánh sáng màu bạc tầng tầng trồng lên đánh tới ấn vuông màu đen đã biến lớn như một ngọn núi nhỏ oanh một tiếng vang thật lớn ấn vuông màu đen chấn động ầm ầm chẳng những xu thế tiến tới lập tức đình chỉ mà còn bay ngược lại hướng âm quát chỉ thấy lông mày âm quát khẽ nhướng lên tay áo cuốn một cái ấn vuông màu đen bay ngược lại liền lóe lên ô quang nhanh chóng thu nhỏ lại bị lão thu vào trong tay áo chỉ có chút năng lực ấy sao vậy ngươi có thể đi chết được rồi âm quát không che dấu vẻ khinh miệt nói dứt lời chỉ thấy một tay lão kết pháp quyết năm ngón tay kia mở ra quơ về phía trước một đoàn quang mang đen nhánh lập tức như mặt trời màu đen bùng nổ từ trong lòng bàn tay phát sáng lên nhưng vào lúc này dị biến phát sinh âm quát cảm thấy quang ảnh trước mắt đột nhiên hoa lên toàn bộ cơ thể siết chặt huyết mạch trên người vậy mà lập tức phá ra từ trong huyết nhục đột nhiên sinh ra nhiều đóa hoa huyết sắc diêm rúa đến cực điểm. Chỉ thấy những đóa hoa huyết sắc kia giống như huyết nhục mười phần, thoạt nhìn giống như cánh môi nữ tử mở ra, phía trên còn chuyển động từng giọt sương máu, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Âm quát cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện huyết nhục trên người mình đã thành chất dinh dưỡng cho những đóa hoa huyết sắc này, bị nó điên cuồng hút lấy, cánh hoa càng kiều diễm, thân thể của lão càng khô quát. Dù sao cũng không thể so với tiên giới các ngươi, chúng ta nơi đây khó có thể thấy được cảnh nhiều màu sắc sặc sỡ như vậy nếu không phải tâm tình ta quá kém ta ngược lại